Ừ. Số một rồi, Có chị nào thế em không các chị ơi? Ủa? Thế nó có dài chị ơi. Thế em bán nó dài đúng chị? Rồi chị nào thấy em tương tác bài lên cho em rồi đó chị ơi. Em chào chị Dương Nguyễn. Rồi chị nào thấy em chấm bài tương tác bài lên cho em rồi nhá. Cho khả bình luận nhá chị ơi. Cho xem cách tân hả? Rồi ok chị. Rồi chị nào thấy em tương tác bài cho em với nhà các bạn ơi, muốn chị cho em xin luôn nó chia sẻ nhá. Chấm bài chia sẻ bài lên cho em với nhá các chị nào. Thấy em tương tác bài lên cho em với anh chị ơi, mỗi chị cho em xin nốt chia sẻ nhá. Tương tác bài cho em khoảng bình luận các chị này. Tương tác bài lên chị ơi, khoảng bình luận nhá. Bữa nay bình luận nó hơi bị ẩn. Chị nào thấy em thì tương tác bài lên cho em với nó. Thấy em tương tác bài lên cho em nhé các chị ơi. Chị mặc sai gì chị ơi? Đừng có vòng nói chị mặc. Ở đây chị ơi, cách tân đây. Cách tân em còn có chiếc à? Cách tân em còn có chiếc thôi chị ơi. Rồi con này chị làm size L với XL nhá. L với XL đều mang được cho em. Lấy cách tân cho em này, cách tân 140 chị em. Màu đỏ size lớn, màu đỏ size lớn không có đâu. Em có màu đỏ size nhỏ thôi, không thì hàng ngắn. Hàng ngắn thôi chị ơi. Rồi con này chị là eo 78-80. Chị nào size XL lấy cách tân nhá, cách tân trên 140.000, cách tân 140 chị là size XL mang mùa. Eo 80 nhá, chị là size L và XL mang mùa cho em. L và XL quay đầu cho con này. Chị nào lấy cách tân cho cách tân 140 cho em. Cách tân 140 cho em nhé, chị nào lấy cách tân cho cách tân này. Màu đỏ mà size gì chị? Một đây lấy chị con đỏ này cho em. Lấy chị một con đỏ dáng ngắn này. Màu đỏ size lớn, lớn là lớn bao nhiêu chị? Chị mặc size gì chị ơi? Rồi con này chị em, chị là eo 74 nhá. Size S, M quay đầu cho em, eo 74 quay đầu cho em con này. S, M mang vừa eo 72, 74. Chị nào size S, M thôi. Lấy đỏ chất đỏ cho em, đỏ 50. Má đỏ cho em 50.000, chị là eo 72, 74 mang vừa. XL hả chị?
Đỏ XL hả? Rồi con này em 72 đến 74 qua đầu cho em nhé. Rồi chị nào lại đỏ cho em, đỏ cho em 50.000 mã đỏ này, đỏ 50 chị nào eo 74 qua đầu. Đỏ eo 74 qua đầu cho em con này. Rồi lấy chị con hoa này xinh này. Hoa này có độ co giãn nhá. Chị nào eo 85-90 cũng mang hùa cho em. Eo 85-90 cũng mang hùa luôn các chị này. Hàng này hàng co giãn cho em, hoa nhí cực kỳ xinh. Con này có độ co giãn chị là mã 36. Chị là 36-36 cho em này, 36-50 nhá. Mã 36-50.000, chị nào mà eo 85-90 cũng mang hùa, hàng này hàng co giãn cho em chị này. Lấy 36-36. 36-50.000 mã 36, hoa nhí cho em cực kỳ xinh. Rồi chị nào lấy 36 cho em cực kỳ xinh luôn chị này. Mã 36 nhá, các chị ơi mặc lên form. Cái kì chờ. Người mặc lên form xinh chưa, nó là form lỡ. Rồi chị Hà Việt lấy lên số cho em nhé chị ơi. Lấy thì lên số cho em 36-50 nhá. Rồi đây lấy chị con đỏ này size nhỏ. Con này nó là áo nhá chị nhá. Lấy chị con này nó là áo này. Áo đấy chị nào eo 72-74. Áo này eo 72-74 chị nhá, chị này mặc áo đi. Có xẻ trước chị em áo 50. Lên size M. Rồi con này chị nào lấy cho em con mặc áo này, lấy áo cho áo xem áo 50. Áo cho em 50.000, chị nào mà sẽ SM thôi. Áo này là sẽ SM nhá, chị này áo cho áo xem áo 50.000. Mà áo 50 chị nào SM quay đầu. Em 72-74 nhá, hàng đó hàng co giãn cho em chị này. Áo là co giãn, chị nói là áo chất áo. Áo cho em 50.000 mà áo. Cô lấy chị con này răng lỡ đây. Này vải lụa chị nhá. Lấy chị này là hàng lụa này. Eo 72-74 sẽ xem bộ quay đầu xinh với chị ạ. Một hình con chim, chị nói lấy mã chim. Lấy chim chất chim, chim 70. Chim cho em 70.000 mã chim này. Chim cho em 70k nhá. Chị nói chim chất chim, chim 70. Nó là răng lỡ cho em. Có áo cách tân không? Eo 88 không có chị ơi. 88 không có, cách tân 88 không có. Eo 88 không có rồi. Rồi con này chị lấy mã chim cho em, chim trên 70.000. Này là hàng lụa đấy chị nhá, không phải là mấy con như thế kia đâu. Này là hàng lụa cho em, không lỡ. Chị nào em 74. Chị nào lấy chim đứt chim cho em. Mã chim trên 70.000, mã chim này, chim 70. Chị nào size SM quay đầu. Còn đây là chị con này ràng lỡ, tay dài cho em nhá. Con này hàng xuông. Này không xuông nha em, 50. Này có độ co giãn luôn chị này. Eo 84-85 cho em. Eo 84-85 quay đầu, hàng co giãn nhé chị nhá. Ở bên kia bị ẩn không? Đỏ hả? Đỏ là con đầu tiên á. Đỏ có chị nào á? Không thấy. Đỏ chị Hồng Nguyễn. Bán cho chị một cái em ơi. Rồi mã đỏ của chị Hồng Nguyễn này. Rồi con này cho em, hàng này hàng không xuông. Con này form xuông cho em 50. Rồi con này cho em nhé, chị nào mà từ 50 cho đến 60kg này. Từ 50 cho đến 60kg quay đầu cho em. Hàng form xuông nhẹ có túi cho em. Nó là dán chữ A cho em con này. Chị mã 310. 310 cho em 80.000 mã 310 nhé. 310 cho em 80.000. Chị nào mà từ 50 cho đến 60kg quay đầu cho em. Từ 50 cho đến 60kg quay đầu. Chị là 310 cho 310. 310 cho em 80.000. 310-80. Hàng này hàng co giãn nhé các chị nhé. Có độ co giãn cho em, các chị từ 50 cho đến 60kg quay đầu cho em nhé. Có độ co giãn, lấy 310. Ủa. Thôi, cái này hư mất tiêu rồi. Hả? 36 á, những con chót rồi mà. Con đầu tiên nó là gì? Đó, 36 là chị phải hạ, chị lấy rồi đó. Má này lỗi rồi các chị ạ. Con này bị lỗi rồi. Đó, mẹ không thấy nó bị ẩn rồi, không thấy nữa phải. Nó lại ẩn rồi. Rồi lấy chị con này xinh, chị này họa tiết cực kỳ xinh cho em nhá. Chị nào size XL, eo 80 quay đầu cho em con này. Con này chị nào eo 80 đổ lại mang hùa cho em, form là form lỡ nhá. Chị nào 55-60kg quay đầu cho em, chị lấy mã vàng đi. Vàng cho em 60.000 mã vàng nhá, vàng 60. Chị nào mà size XL mang hùa cho em, cưng kia chị ơi, con này nhiều màu, xinh cực kỳ luôn.
này hoa. Này họa tiết là bông hoa cho em này. Rồi chị nói mã vàng, vàng cho em 60.000 mã vàng nhá, vàng 60. Các chị từ 55 đến 60 ký đổ lại mang vừa. 55 60 ký quay đầu. Hả? Chị Hải Phan có đỏ treo sau có size M không? Đỏ treo sau có size M không hả? Size M có con này cho chị. Không thấy. Có mẫu cho thanh niên không? Có mẫu cho thanh niên không hả? Không nhìn thấy, không comment, không nhìn thấy. Cái này là chị Hải Phan, đỏ treo sau có size M không? Chị mẹ không nhìn thấy cái đấy. Thì mẹ trả lời chị kia mà. Thanh niên là bao nhiêu tuổi chị ơi? Bé đó bao nhiêu tuổi? Chị Huế Kem có mẫu cho thanh niên không? Thanh niên là bao nhiêu tuổi chị ơi? Chiều cao và cân nặng cho em. Rồi con này chị em nhé, chị nói eo 72 đến 74 cho em này chị này. Eo 72, 74 quay đầu cho em. Đỏ theo cho em cực kỳ xinh. Con này chị là loài mã 13 nhá. Mã 13 cho em 160.000 mã 13 này. Mã 13, 160. Con này chị làm mà size M, eo 72 đến 74. Eo 72, 74 đây chị ơi, em còn mỗi con này size M đây chị. Dáng dài thì còn mỗi con này là size M thôi chị này. Lấy 13 cho 13 nhé. Mã 13 cho em, chị là size M, eo 72 đến 74 mang vừa. Đây chị ơi, caro này. Caro mấy giờ thanh niên mặc mấy con này xinh này chị này. Quan trọng là bé chiều cao cân nặng nữa chứ. Rồi đây chị caro cho em. Này theo nhá, size S M đây chị ơi. SM mang vừa cho em con này xinh chưa? Lấy caro. Chị nào lấy caro chút caro cho em. Caro cho em 60.000 mã caro này. Caro 60 chị nào size S M nhá. Eo 72 đến 74 qua đầu. 72 74 qua đầu cho em, lấy caro chút caro. Caro cho em 60.000. Lên chị một con xanh phong xuông. Rồi chị nói 65 ký này. Con này 65 ký quay đầu cho em con này nhá. Có túi chứ chị ạ. Này hàng này có túi 65 ký độ mang vừa. Một con phong xuông cho em chị này. Chị nói mã xanh. Xanh cho em 60.000 mã xanh nhá. Xanh 60, 65 ký độ lại mang vừa cho em con này. 65 ký quay đầu lấy xanh chốt xanh. Rồi chị các chị ơi, tương tác bài lên chị em với các chị ạ. Tương tác bài cho em có ẩn bình luận nhá. Rồi con này chị nào lấy mã xanh, xanh cho em 60.000 mã xanh nhá. Xanh 60, chị nào mà tầm 60 kia. 60 đến 65 ký. 60 đến 65 ký mang vừa cho em, chị nào lấy mã xanh, xanh cho em 60.000. Lê chị con này của bé này. Lê này của bé nhá, bé nó tầm 25 ký mang vừa cho em. Bé nó 25 ký mang vừa hàng lụa, mà bị rơi một xíu về các chị giặt cho em. Rồi chị nào lấy mã bé cho em 20.000. Bé 20 nhá, bé nào 25 ký rồi lại mang vừa cho em chị này. Bé 25 ký quay đầu, lên mạng bé cho em 20.000 mạng bé. Mạng bé 20.000, bé nào 25 ký thôi. Rồi lên chị một mạng áo này. Lên chị một mạng áo nhé, chị nói lấy áo chất áo cho em. Áo này có độ co giãn. SML đều mang được. SML quay đầu cho em, chị nói lấy áo chất áo cho em nhé. Mạng áo cho em 50.000 mạng áo này, áo 50, co giãn thoải mái nữa chị ạ. Chị nói em 76 quay đầu, có xẻ một bên cho em. Rồi lại 23 tuổi, 1m49. 149 ký, 1m56, 23 tuổi. Rồi ok chị. Rồi con này chị đợi mã áo. Áo cho em 50.000 mã áo nhé. Áo của chị, à bé của chị Hồng Nguyễn. 20. Rồi con này chị đợi áo cho em áo 50. Áo cho em 50.000 mã áo nhé. Áo 50. Chị nào mà size SML. SML quay đầu chưa? Bé thích màu đen không chị? Hả? Bé thích màu đen không chị ơi? Mấy hàng đen này cực kỳ xinh luôn chị này. Nếu mà bé nào mà thích màu đen, đen tuyền đó. Đây chị lấy con này cho em. Xẻ trước cho em nhá. Mấy cái form này mặc lên hơi bị xinh luôn chị này. Rồi lên mã đen cho em. Đen này cũng SML mặc đủ chị nhá. Hàng này hàng co giãn cho em. SML đều đủ. Về mã đen cho em. Đen 150 chị ơi. Đen cho em 150.000 mã đen nhé. Đen 150. Chị nào lấy đen chốt đen cho em. Đen cho em 150.000. Bé cao vậy mấy cái mặc mấy cái mẫu rất xinh nha chị này. Bé cao vậy mặc mấy cái mẫu rất cực kỳ xinh cho em nhé. Rồi con này nữa, lấy hoa trắng. Hoa trắng cho em đây chị ơi. Mấy form này là form tin tin này. Rồi hoa trắng cho em, hoa trắng 140. Chị ơi cực kỳ xinh luôn. Lấy hoa trắng chốt hoa trắng. Hoa trắng cho em 140.000. Chị nói hoa trắng cho em hoa trắng 140 nhá. Size SM quay đầu. Con này SM thôi.
Nó có đỏ đuôi cá kia. 1m6 mà 49kg, mặc size SM thôi. S màu là mặc được. À? Đen của chị muộn mà, nên xấu chưa? Rồi đây này chị nhìn, như caro này. Caro này cho em, ràng lỡ nhá. Chị nào lấy caro, chất caro. Caro cho em 140.000 mạng caro này. Caro 140 đây. Chị nào sẽ SM được mang được. Mấy form này trẻ mặc xinh chị. Cái con caro với lại con cái hoa trắng mà xong. Ok xinh luôn chị này. Caro 140 nhá. Chị nào sẽ SM, form trẻ trung chị này. SM quay đầu cho em lấy caro. Caro cho em 140.000 mạng caro. Chị nào sẽ SM quay đầu cho em. SM mang vừa lấy caro, chất caro. Còn không thì lấy hàng ngắn. Hàng ngắn là bé cao như vậy hả? Bé cao vậy em sợ mấy cái hàng này sợ nó hơi ngắn một xíu. Mấy con này còn mà em sợ nó hơi ngắn một tí thôi. Rồi chị nào lấy caro, chất caro cho em nhé. Caro cho em 140.000. Em chả nhìn thấy chị nào hết chị ạ. Tương tác bài cho em gọi ẩn bình luận chị nhé. Tương tác bài cho em gọi ẩn bình luận chị này. Rồi em lấy chị một mặt tím. Hoa trắng của ai? Hoa trắng của chị Hồng Nguyễn. Một bốn mươi. Rồi con này chị nào size L, eo 76 nhá. Chị nào lấy mã tím, tím 20. Mã tím cho em 20.000 hả? Có sườn xám gì? Lỡ. Size L hả? Size L chị ơi, đây L, XL là chị này. Hàng cách tân cho em. Size L và XL là mang vừa cho em lấy cách tân. Cách tân 140.000. Cách tân 140 nhá, size L và XL đều mang được. Rồi XL đều quay đầu cho em. Rồi con này chỉ là bạc tím, tím thêm 20.000 bạc tím. Mày nói to lên là tao đã chẳng nghe tiếng rồi, nói cứ nhí nhí trong mồm vậy. Con này cũng size nhỏ đấy chị này. Con size này phải không chị? Con này cũng size nhỏ thôi, chị nào sẽ SM thôi nhá. Con này chị nào sẽ SM quay đầu cho em con này. SM, eo 70-72. Eo 70-72 mang vừa mà 310. 310 cho em 130.000. 130k lấy 310 cho em. Chị nói 310 chắc 310. 310, 130. Chị nào tầm 50-52kg thôi nhá. 50-52kg quay đầu cho em. Mạ 310 cho em. 310, 130. Rồi lấy chị con lụa 2 lớp phong lỡ này. Lụa 2 lớp ràng lỡ cho em chị nhá. Đây chị ơi, hỏi con xanh này hay là con xanh kia. Rồi con này size hơi lớn, chị nào eo 84-85. Eo 84-85 nhá, như mà em nói trước các chị này. Nó chỉ bị một xíu thôi, các chị thấy phần lỗi không? Nó xước nhẹ một đường đây này. Đó, một xíu thôi, không nhiều đâu. Rồi mã 97. Mã 97 cho em 130.000 mã 97 nhá. 97-130. Chị nào mã eo 84-85 mang vừa, 60-65kg. 65kg quay đầu cho em con này. Chị nào lấy mã 97. 97-130 chị nhá. Chị nào lấy 97 chốt 97 cho em, 97-130.000. Chị nào mà size lớn, chị nào eo 84-85 lận, size to cho em chị nhá. Tùa chứ không nhìn thấy một ai luôn, thiệt đấy chứ. Size lớn một tối, lớn là lớn bao nhiêu chị? Cho em vòng eo đi chị ơi. Rồi lấy chị con xanh này cho em, xanh này hoa này là hoa theo cho em nhé. Lấy chị con xanh theo này. Chị nào lấy xanh theo, chất xanh theo. Xanh... Hả? Tím và gửi kiện kem chị nám. Hình như kem chị nám nhìn video thì sao nhỉ? Rồi con này chị nào lấy mã xanh. Lấy xanh chất xanh cho em, xanh 50, xanh theo đi. Xanh theo cho em 50.000 nhé. Lấy xanh theo chất xanh theo 50. Chị nào mà eo 72-74 sẽ SM quay đầu. SM quay đầu cho em lấy xanh theo, chất xanh theo cho em 50.000. Xanh theo 50 chị nhá, chị nào mà sẽ SM với chị ạ. Eo 72-74, đây lấy chị con này size lớn này. Màu này xinh với chị này. Màu này sang với chị ạ, không phải tồi, cũng không tồi lắm, cũng không sáng lắm với chị này. Màu này sang nhá. Màu đỏ, lấy mã đỏ. Đỏ này size lớn, chị nào eo 100 lận. Tím size M mặc vừa không? Tím hả? Tím đó mặc hơi rộng chị, nếu mà size M là hơi rộng nhá. Tại vì con đó nó là size L. Con đó nó là size L ấy chị ơi. 310 đây.
Tuyết Nguyễn Thị này, 130 này. Rồi con này chị nào size lớn 65-70kg cho em. 65-70kg quay đầu nhá. Size to cho em chị này. Lấy mã đỏ, đỏ cho em 70.000 mã đỏ. Đỏ 70, 65-70kg mang vừa. Con này chị nào eo tới 100 cho em nhá. Eo 100 quay đầu, chị nào lấy mã đỏ. Lấy đỏ cho em, đỏ cho em, đỏ cho em 70.000 mã đỏ này. Đỏ 70. Chị nào mà size 65-70kg lại, size hơi to cho em nhá. 65-70kg quay đầu cho em con đó. Chị nào lấy mã đỏ, đỏ cho em 70.000 mã đỏ, đỏ 70. Rồi lấy chị con lụa này. Rồi con này lấy chị một mã lụa. Lụa này chị là size nhỏ nhá, sẽ ép cho các chị ô. Ai của ai? Chị Tuyết Nguyễn Thị. Chị số điện thoại của chị là đâu? 325. Hai số điện thoại luôn hả? Số trên hay số dưới vậy chị? Xanh theo 50 của chị Tuyết Nguyễn Thị. Tuyết Nguyễn Thị mã 3. Xanh theo nữa, xanh theo 50. Rồi con này chị nào sẽ S E6870. Con đó 130, xanh theo này, trên đó. Con đó 50. Rồi chị nào lấy mã lụa cho em nhá, lụa cho em 60.000 mã lụa này, lụa 60. Chị nào mà sẽ S E6870 cho chị ơi. E6870 quay đầu, chị nào lấy lụa chất lụa cho em, mã lụa cho em 60.000 mã lụa này. Lụa 60 chị E83 hàng. E83 màu tối chắc không có chị ơi. E83 màu tối chắc không có đâu. Lấy chị con caro này, chị nào size nhỏ. Một con caro size nhỏ chị nào size. Con này chị nào E68 thôi nhá. E66 đến 68 mang vừa. Con này chị nào size XS. Chị nào size XS thôi nhá. E66 đến 68 mang vừa lấy caro. Caro cho em 50.000 là caro này. Caro 50 chị nào size XS thôi nhá. Size nhỏ cho em đấy chị ơi. Chị nào lấy caro chất caro. Đây chị ơi, hay lấy con lụa này đi. Con lụa này xinh này. Con này nó là hàng suông nhá. Con này nó là form suông. Chị nào là 60. Lụa chị Hồng Nguyễn 60. Rồi con này nó là hàng suông, cổ là cổ sơ mi như này cho em nhé. Về các chị ủi lại cho em này. Chị nào mà 60 kỳ thôi. Con này chị nào 60 kỳ quay đầu lấy mã suông. Suông nhân 70.000 mã suông nhé. Suông 70, chị nào mà 60 kỳ đổ lại mang vừa. Nó là hàng form suông nên các chị nhìn nó hơi lớn vậy thôi. Có màu xanh giống khẩu trang không em? Ui, em biết rồi chị ơi. Màu xanh giống khẩu trang nữa hả? Rồi con đó chị nào lấy mã suông nha em. Lấy suông chốt suông nhá. Suông nha em 70.000 mã suông này. Suông 70. Đây con này màu xanh này không chị? Màu xanh này xinh này. Hàng lỡ cho em. Có độ co giãn cho em chị nhá. Con này có độ co giãn cho em. Chị nào eo 74 thôi. Con này eo 74 quay đầu cho em. Eo 74 mang vừa. Chị nào lấy mã 42. Cùi quá. Chị ơi chị về chưa chị? Chị ơi cái đơn của chị bữa nó trả về, em biết là cái đơn này em xả hết mất tiêu rồi. Đơn chị đang góp đi kìa. Em có. Con là 70. Mạng 42 nhá, chị là 42 chất 42. Mạng 42 70 chị nè, lấy 42 chất 42. 70. Hả? Chị nào lấy mã suông, à quên mã 42. 42 cho em 70.000 mã 42, 42 70. Con này là cách tân, chị nào eo 80. Lấy cách tân cho cách tân cho em 140.000. Cách tân 140 nhá, chị nào mà size XL. LXL quay đầu cho em. Lấy mã, đó. Số 2, từ ngoài đi vào số 2. Từ dưới mình. Đó, đúng rồi. Ai vậy? Bữa ID lộn á. Rồi con này chị nào lấy cách tân cho em 140.000 mã cách tân này. Cách tân 140 chị nào mà sai. Mai về gửi nha hả? Cái đơn chứ em không biết nằm đâu rồi đấy, xả mất tiêu rồi chị. Lấy mã thì cách tân. Cách tân cho em 140.000 chị nào mà sai XL. XL quay đầu cho em. Rồi lấy chị con tím này xinh này. Lấy chị con hoa tím nhá. Chị nào lên mã tím. Tím trên 30.000 mã tím ấy. Tím 30 chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu lên mã tím. Tím trên 30.000 E72 đến 74.
Em 72, 74 quay đầu cho em lấy mã tím nhé. Tím 30. Mã tím cho em 30.000 chị nào. SM băng vừa L72, 74 chị này. L72, 74 quay đầu lấy mã tím. Tím tím 30. Lấy chị một con kim sa. Lấy chị một mã kim sa nhé. Chị nào lấy kim sa chất kim sa cho em. Kim sa này xinh chị này. Rồi lấy kim sa chất kim sa. Kim sa 70. Hoa gì? Hoa trắng xanh á. Sợ con này à? Chị ơi con này L80 này. Cách tân này L80 nhá. Có mỗi chân sò này có mỗi con đó L80 thôi chị. L78 không có đâu chị ơi. Không phải cái đơn mà trước em gửi cho chị ấy. Mà chị chưa về ấy. Rồi con này cho em, chị nào lấy kim sa 70. Kim sa trên 70 chị nào sẽ SM thôi. SM quay đầu, lấy kim sa chất kim sa 70.000. Đây màu tím đây. Màu tím này size lớn đấy chị này. Một con tím theo size lớn, mã tím, tím 80. Tím theo đi. Tím theo cho em, chị nào L82-84. Lấy tím theo cho em, tím theo nhé. Tím theo cho em 80.000. Con này xinh chị này. Nó theo hoa trực tiếp lên vải cho em. Rồi, theo bông. Xin cho chị ơi. L82-84 mang vừa. Chị nói là tím theo chất tím theo. Tím theo 80 này. Tím theo cho em 80 nhìn bạn tím theo. Ủa, chứ là gì cũng là tím theo. Nhìn ra chị nói tím theo. Chị Nguyễn Hồng. Chị Nguyễn Hồng. Tím là chị Nguyễn Hồng kìa. Chị Nguyễn Hồng như đơn qua. Thì nhưng qua còn đơn con Hồng Nguyễn à? Đây là Nguyễn Hồng. Hồng Nguyễn khác mà Nguyễn Hồng. Rồi con này chị nào size L L76. Con này L76 nhá. Chị nào size L mang vừa. Chị nào lên nhá. Chị nào mã 275. Hả? Ủa không phải con tím đó à? Hơn từ từ, chị Nguyễn Hồng ơi, tím theo hay là tím hồng? À tím, tím 30.000 đấy. Một lúc hai tím, không biết là chị lấy tím theo hay là tím á. Trời, nó ẩn quá đi các chị ơi. À rồi, ok chị. Màu tím có dài không? Có, tím theo, khổ quá. Mà 257, 275. Chị muộn màng. 275 muộn màng, 50. Có 80 của chị Nguyễn Hồng. 8. Có ai bị lỗi chị ơi, ghi đơn mới đi. Đó. À, nằm đấy à. Đây nhá chị ơi, em nói chị này nó có phận bị lỗi này cho em. Con này bị lỗi cho em nhá, xước đây này. Con này bị lỗi đấy các chị ơi, bị lỗi rồi. Đơn chị vẫn còn đây này, chị Nguyễn Hồng ơi, không phải lên số đâu. Ai? À, chị muộn màng á. Chị muộn màng ơi, không phải lên số nữa đâu. Bố chị lên nè. Con này chị nào sai lờ. Sai lờ mang vụ L76 này. Chị nào lấy mã lỗi nhá, lấy lỗi chốt lỗi cho em, lỗi 50. Lỗi 50 nghìn lấy lỗi chốt lỗi 50, chị nào sai lờ. Đây chị đỏ bê cá này, chị nào sẽ ép thôi. L68-70 quay đầu. Chị lấy con này hay sao? Lấy con này hay sao chị? Lấy cái gì nhỉ? À, lấy mạng không? Con này chị ơi, con này 220.000 nhá chị nhá. Sẽ ép thôi, L68-70 thôi. Còn cái con này là size XS L76. Con L76 nha, em nói các chị nó bị lỗi phần trong này. Các chị may về may lại cái bên trong này cho em nhé. Còn bên ngoài nó không sao hết, chủ yếu nó bị bên trong thôi. Rồi con này chị lấy mã 200. 200 cho em 160.000 mã 200. Này nó hàng bên cá cho em. Hả? Tìm theo hết, hết tìm theo. Lỗi của kem chị nám này 50. Có áo. Cái áo đỏ. Không có chị ơi. Không có rồi.
Không có đỏ size lớn nữa chị ơi, em có đỏ size nhỏ thôi. Đỏ em còn toàn size nhỏ là nhiều. Rồi lấy chị con xanh này cho em này. Lấy chị một mã xanh đi, lấy xanh chốt xanh. Xanh cho em 30.000 mã xanh nhá, xanh 30. Chị nào em 74. Con này em 74 quay đầu, lấy xanh chốt xanh. Xanh 30 chị em. Mã xanh cho em 30.000, em 74 chị nhá. Chị nào mà size M. Em 74 quay đầu cho em, chị nào lấy xanh chốt xanh. Xanh xanh 30. Chị xem cách tân trắng hả? Con cách tân đó nó loại size L và XL đều được á. Sao em bên trong? Rồi em lấy chị một con caro này. Một con caro màu xanh này chị ơi. Số 5kg rồi, em không còn rồi. Rồi con này chị nào size L F76-78. Con này size L lớn nhá. F76-78 quay đầu. Chị nào lấy mạng 45. Lấy 45 chất 45 cho em. 45 cho em 70.000 mạng 45 này. 45-70 chị nào size L. Size L lớn nhá. F78 lận. Rồi đây chị ơi, cách tân đây. Em còn đúng một con cách tân này thì phải. Rồi lấy cách tân, chị nào size L và XL quay đầu. L và XL mang vừa cho em lấy cách tân. Cách tân cho em 140.000. Cách tân 140 chị nhá. Chị nào E80 đổ lại mang vừa cho em. Lấy cách tân cho cách tân. Cách tân 140. Cách tân cho em 140.000. Chị nào size L và XL đều được. Bốn năm của ai? 45 của chị Nguyễn mà. Chị lấy hả? Ok chị Nguyễn Hồng. 140 của chị Nguyễn Hồng. Rồi lấy chị một con lụa nữa này các chị này. Lấy chị một mã lụa nhá, hình hoa sen. Rồi con này chị nào cũng size L lớn, L76-78. L80 được các chị ạ, không con này L80 mang vừa. Lấy mã lụa cho em, lụa em 60.000. Lụa 60, con đó 140. Lấy mã lụa nhá, lụa cho em 60.000. Chị nào mà size L lớn. Con này size L, à gì size L, XL đều được. L, XL mang vừa cho em, chị nào lấy nhá. Lấy lụa, lụa 60. Rồi con này cho em này, chị nào sẽ S, L68-70. Con đỏ này xinh. Xẻng trước cho em nhá. Nó kiểu như dạ hội cho em các chị này. L68-70 chị nào sẽ S. Xinh nhá chị ơi. Sẽ S mang vừa S68-70, lấy mã 270. 270 cho em 130.000, 270. 270-130 chị nào sẽ S thôi. S68-70 mang vừa. Chị nói 270 chất 270. 270-130 nhá, chị nào sẽ S, S68-70 bắt đầu. Ai gọi trẻ con giờ của tôi? Alo? Alo ai vậy? Dạ đúng rồi chị. À, bởi vì cái răng ngắn để em tìm chị ơi, chứ răng dài rồi nó không còn nữa đâu. Răng dài nó không còn nữa chị ơi, răng ngắn thì may ra. Lụa của chị muộn màng này. Để em tìm. Dạ đúng rồi, hàng dài mấy mươi tí không còn nữa chị. Lụa hết, lụa hết. Không được thì đưa em ấy lại nhé chị nhé, em đang like cái. Rồi lấy chị một con đỏ này. Một con đỏ hình cong chị nhá. Lấy chị một con đỏ cong này. Lụa hết rồi chị ơi, lụa hết. Rồi chị nào lấy đỏ cong cho em. Đỏ cong này xinh này, đỏ cong 60. Chị nào L74 nhá, size S M. L74 mang vừa lấy đỏ cong cho em. Đỏ cong cho em 60.000 mã đỏ cong. Đỏ cong 60, chị nào size S M quay đầu. S M các chị ơi, lấy đỏ cong chất đỏ cong. Lấy chị một con xanh kim sa. Cái này nó theo cho em chị này. Này theo chị nhá. Theo cho em. Chị nào mà size S M L72-74 thôi. 72-74 quay đầu. Chị lấy mã 05. 05 cho em 50.000 mã 05. 0550. Chị nào mà size S M thôi các chị nhá. S M quay đầu cho em. À, mặc lại cái xanh. Cái xanh nào chị? Rồi con này chị nào lấy mã 05 cho em. 05 chị nào, chị nói 05 chút 05 cho em nhá. 05 cho em 50.000, chị nào sẽ S M thôi. SM quay đầu lại 05 chấp 05.
0550. Rồi lấy chị con gen này. Con đây là vải gen cho em đi chị này. Lấy chị một con gen nhá. Chị nào lấy gen chất gen, gen này màu nu. Chị nào là L7274 sẽ xem màu bắt đầu. L7274 mang vừa, chị nào lấy mạng nu đi. Lấy nu chất nu, nu cho em 6.000 mạng nu nhá. Nu 60. Chị coi 85. 85kg hả? Không có. Có, à có L85 không á chị. L85 thì hàng ngắn thôi chị ơi, hàng dài không có đâu. L85 hàng ngắn nhất khi nào, à khi nào, nhưng mà khi nào em có con là L100 lận cơ. Nó là dạng suông suông. Nó là dạng suông suông nhẹ. Còn L8, à đây 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 đây. Đây khổ, đây L85 đây. Nhưng mà nói trước các chị này, nó hàng lỡ nhá, không phải là 4 gen 48 ký. Vừa vừa nhá chị ơi, vừa. Đây chị em cho chị coi phần lỗi này, các chị thấy phần lỗi không? Nói chung là để ý thì mới thấy đâu, còn không để ý thì cũng không thấy đâu. Rồi L85 đây, lấy mã 97. Mã 97130 chị này, 97130 nhá, form lỡ cho em chị không? Con này hàng lỡ, là 97130. Mã 97 cho em 130.000. Rồi con này cũng vậy cho em này. Con này không bị lỗi nhá, con này chị nào cũng L85. Cũng form lỡ cho em, lụa 2 lớp hết nhá chị nhá. Hai con đều lụa 2 lớp, lấy mã 41. Mã 41150. 41150 cho em hàng lỡ cho em chị. Lấy 41 chắc 41, 41150 chị nhá. Ai cứ gọi cái giờ này trời ạ, mệt ghê luôn. Chị lấy 41 cho em. Mà 41 cho em 150.000. Chị nào mà size L85 chị ạ. Rồi đấy chị, con này có độ co giãn, size S, M. Không, con này chị nào size S thôi, chị L68-70 thôi. Nó là hàng co giãn nhá, nhưng mà chị là L68-70 quay đầu cho em con này. Chị nào lấy mã nhỏ, nhỏ cho em 50.000 mã nhỏ này, nhỏ 50, chị nào size S, L68-70 quay đầu. Chị nào lấy mã nhỏ, nhỏ nhỏ cho em 50.000. Tương tác bài chị em khỏi ẩn nhá chị ơi. Lấy mã nhỏ, nhỏ 50. Em lấy chị một con hoa màu tím tím này. Một con hoa tím cho em cực kỳ xinh cho em chị. Rồi con này size lớn rồi. Chị nào size to cho em con này nhá. Lấy chị con này size lớn, chị nào L86-88. L86-88 mang vừa cho em con này, chị lấy mã 88 đi. Mã 88 L88 nhá. Mã 88 L88 cho em 60.000 này. 50k đi. 50k mã 88 L88. Ủa Ngân đi đâu vậy Ngân? Không có đâu chị ơi. Không có hàng như vậy đâu nhá chị nhá. Chị kem chị nám không có kiểu như vậy đâu, không có kiểu vậy mật file của chị đâu. Rồi con này chị nào lấy mã 88 L88 cho em. Mã 88 L88 cho em 50.000. 50k mã 88 L88 cho em 50. Rồi lấy chị con form suông này. Lấy chị một con form suông cho em. Rồi chị nào 65kg. 65kg quay đầu cho em nhé, chị lấy mã suông. Suông cho em 50.000 mã suông này. Xuông 50, chị nào 65kg đội mang vừa cho em. Lấy xuông chất xuông nhá, xuông 50. Lấy xuông chất xuông cho em, xuông 50.000, chị nào mà L85 quay đầu. Size lớn chị ơi, à cái gì, 65kg. 65kg quay đầu cho em, chị nào lấy mã xuông. Lấy xuông chất xuông, xuông 50. À, có con dáng dài size M không? Dáng dài size M hả? Dáng dài size M, em có một con này chị, còn có một con này. Là L74 đi, còn đúng một con. Xuông của cô Kim Cúc. Đây đây chị ạ. Còn đúng một con này L74, dáng dài cho em. Mã 13, 160. Mã 13 cho em 160.000, mã 13 này. 13, 160 nhá. Xuông của cô Kim Cúc. Con lụa của chị muộn nàng. Lụa 60, xuông 50. Đây chị ơi. À đây đây đây, con này nữa. Chị coi là ngay chân con ạ. Là của chị muộn nàng. Rồi đây chị này, một con lụa màu tím. Lụa 2 lớp dáng dài cho em. Lụa 2 lớp dáng dài cho em nhé. Lấy mã, lấy siêu phẩm đi. Siêu phẩm 220. Siêu phẩm cho em 220.000. Chị lấy siêu phẩm chất siêu phẩm. Siêu phẩm 220. Chị lấy siêu phẩm chất siêu phẩm cho em nhé. Siêu phẩm 220. Chị nào mà size S, M ở đây L72-74 cho em. 72-74 quay đầu. Chị nào lấy siêu phẩm chất siêu phẩm.
Sale khoảng 2,20. Đó là một điều rất chi là tất nhiên. Dài qua gối mà chị cao bao nhiêu chị ơi? Chị cho em cái chiều cao thôi, chị cứ đừng nói dài qua gối, em biết chị cao bao nhiêu mà dài qua gối chị. Rồi con này cho em nhá. Đây chị con này xinh này. Rồi con này chị nào E76, 78. Con này chị nào size L lớn. E76 đến 78 quay đầu. 76 đến 78 chị nào lấy mã 11. Mã 11 cho em 60.000 mã 11. Mã 11 60 chị nào E76, 78 nhé. Con này chị nào size L. Con này chị nào size L mang bộ E76, 78. Lấy 11 chút 11. Mã 11 cho em. Đấy kìa, cái con đưa cái con kia kìa. 1m62 hả? Vậy đưa cái con xanh xanh trơn nữa cho mẹ. Đúng không? Đây chị này, 1m62 thì lấy con này cho em. Trời ơi, vậy chị phải lấy dáng dài. So với em mặc là chị phải lấy dáng dài nhá. Đừng lấy hàng lỡ. Đây chị. Đây, co giãn nhẹ. L74 đây. Con này lấy cho em mã 42. 42 cho em 70.000 mã 42. 42-70. Em mặc thì dài như chị mặc là vừa này. Em chưa được 1m5 đâu. Chị tới 1m62 lận mà. Lấy con này đi, dài qua gối thì lấy con này cho em. Lấy mã 42. 42 cho em, 70.000 mã 42. 42-70, chị nào size M đó. Rồi con này size to chị ơi. Hàng này hàng co giãn nhá, các chị, ủi con này size lớn lắm. Các chị 60-70kg mang vừa này. 60-70kg mang vừa chứ, màu này nó hơi lạ lạ một xíu. Màu hồng tím á. Con này 65-70kg luôn. Hàng này hàng co giãn nhá. Lên mã 09. 09 nhân 70.000 mã 09. 09-70, con này chị nào size 2X. Nhưng mà hàng này hàng co giãn cho em. Thì là 09 chắc 09, 09 cho em 70.000. 09-70 em thấy cái màu này nó hay hay đấy chị này. Lấy 09 chốt 09, 09-70 nhé. Mã 09 cho em 70.000. Trời, con gầy này, ăn lắm vậy bây. Ăn cho sập nhà. Mã 11. 11 của chị muộn màng kìa. 1 là con nào? Con là 60. À, 42 là con nào? Con kia. Con này thì phải. 09 của chị Nguyễn Hồng. 70. 09 của A07. Và 42 của kem chị Nam. Mã 09 là của chị Nguyễn Hồng. Mã 42 là của kem chị Nam. 70. Rồi lấy chị con ràng lỡ tiếp này chị này. Một con lỡ tiếp nhá. Lỡ là chị nào size L đây. Lỡ này là size L E76. E76 quay đầu chị nào lấy mã 08. 08 trên 70.000 mã 08 này. 08-70 chị nào size L mang gọi E76 chị nhá. Lấy 08 cho 08. 08-70 XL A. Size L. Size L mang gọi lấy 08 cho 08. 08 trên 70.000 mã 08 này. Rồi con này form suông. Con này nó là form suông cho em nhé, chị nào mà 60kg. Con này sẽ là 60kg mang vừa, hàng suông cho em, họa tiết xin chị ơi. Con này chị nào lấy má 247. 247 cho em 80.000 mà 247. 247-80. Chị nào sẽ XL mang vừa cho em nhé, hàng suông, mặc cho chị coi cực kỳ xinh. Form suông, họa tiết hoa. Con lướt qua lướt lại xem có ẩn. Chị nào size L và XL đều vừa. Chiếc phẩm đã không nhỉ. Đây, sức phẩm của ai? Sức phẩm của chị nào đã eo 7274 này. Sức phẩm 220. Hả? Sức phẩm của chị Bốn Hòa này, 220. Bốn Hoàng. Rồi, con này hàng xuông nhé chị nhá. Nó là form xuông nhẹ cho em. Nó phải rơi một tí xíu chứ.
dơ một tí xíu nhé. Nói chung là cái dơ này là dơ giặt được chứ không phải là không giặt được. Rồi chị nào lấy mã, mã nhiêu quên rồi. Mã 247. 247 cho em cái gì nhỉ? 80. Con suông. Chị nào eo 80 quay đầu. Này cho chị Nguyễn Hồng này. Rồi đây chị ơi, chị nào size L lớn nhá. Con này size L lớn eo 7678. Con này cũng bị dơ một tí xíu chị này. Nhưng mà dơ là dơ giặt được nhá, không phải là dơ là không giặt được đâu. Dơ này giặt được. Rồi eo 76 chị nào size L. Size L mang vừa. Em thích cái cổ nó bẻ hay là. Đúng rồi, cổ bẻ như này. Để các chị ủi lại là xinh. Rồi con này chị nào size L nhá. Này mã 20, mã 20 cho em 20.000. Mã 20 20k, con này chị nào size L. Thì dơ một xíu với chị ơi. Này mã 20, 20 cho em 20.000. Mã 20 20k nhá, chị nào size L mang vừa. Eo 76. Eo 76 size L, lên chị Vân Hồ này. Con bé xin bị ẩn không? Hai bốn bảy là con nào như rất là sao chị ơi? 247 hả? Có phong dài bao nhiêu? Phong dài tay lỡ 7x hả? Không có chị ơi. Rồi con này chị nào size L 20 á. Mà 20 20 nghìn á, con nhét cho ai rồi? À, tôi chỉ muộn màng. Rồi con này là vải lụa. Lên mã 266. 266 cho em 120.000. 120k mã 266 nhé. Chỉ là E7678 size L. Size L mang vừa. Lên mã 266. 266 120. Họa tiết cực kỳ xinh đấy chị này. Mã 266 cho em 120.000. 266 266 130. Lên chị con này theo nhé. Con này theo cho em chị này. Ở bên trên này là theo. Bên dưới là cái gì? Hoa đào à? 266 cho chị Nguyễn Hồng. 120. Rồi cái chị, à lấy cái chị con này là theo eo 80, size XL. XL nhá, lấy mã 265. 265 trên 30.000 là 265 này. 265 30. Nên đây những cái hàng này con ghi vào nhá, không con chẳng biết từ nào con 20, 30 con ghi vào là xong. Lấy mã 265 30.000 chị làm eo 7. 265 của chị Nguyễn Hồng 30 hả? Đâu có thấy ai đâu. Chị ơi nay có áo bé. Hình như nãy có cái không biết ai lấy chưa mới. Xem có lụa size M không. Lụa size M. Lụa size M hàng ngắn đấy chị ơi. Hàng dài giờ là không còn nữa rồi. Hàng dài giờ là hết lụa size M rồi chị ơi. Hàng ngắn thì may ra. Ừ. Hình như là thế. Con này còn nguyên tem nguyên mát nhé chị nhá. Dáng lỡ tay lỡ. Một con hoa màu tím hoàn còn nguyên tem nữa chị này. Hàng này có giãn nhẹ một xíu eo 72 74 mang vừa. Chị nào lấy mã tem, tem cho em 70.000 mã tem nhé. Tem 70 eo 72 74 hoa tím cực kỳ xinh. Chị nào lấy mã tem. Eo 86196 á. Eo 86196 hàng ngắn đấy chị, hàng dài rồi không cần một con nào size lớn. Của chị 226 có. Có chị, con đó của chị ấy. Chị Nguyễn Thơm chị ơi cho em xem cái đỏ gần cái caro. Đỏ gần caro là size nhỏ. À, chị ơi mã 266 chứ không phải mã 265. 266 là con nào? Vậy cho khi
khi em đọc nhầm ấy chị. Đôi khi 265 em đọc là 266 cũng nên. Rồi con này chị nào lấy mạc tem chị em, tem 70 nhá. À, để em xem còn không. Nếu có em gửi cho. Mạc đang mặc size gì sắt? Mạc đang mặc là size M, L72-74. Em biết em còn đây, tại vì nó bữa em hôm nay em thì em bao giờ em không soạn riêng ra thì đúng hơn đấy. Để em xem nào. Từ bao nhiêu? Con nói từ bao nhiêu? 18 cho đến 40 nhá. Từ 18 cho đến 40, trước mắt là có 2 cái đấy chị này. Trước mắt là có 2 cái này. Hình như là có một cái ai lấy được à? Có 2 cái đấy chị Hiền Linh. Này theo này xinh nhá, con trắng này thì nó mắc hơn con xanh này một xíu, con trắng là 30, xanh 20 nhá. À, chị Nguyễn Hồng, thế hả, con 120, đúng rồi, con đó 120.000, con lụa ấy. Có vậy là cái con, hình như là vậy chị, đưa chị Nguyễn Hồng đi con. Wow, hôm qua em có một cặp mẹ con, chị lấy một cặp mẹ con không? Cặp mẹ con hàng Caro. Hay là lấy chỉ lấy của bé thôi. Đâu rồi, đợi em một xíu. Em có nguyên cặp mẹ con này. Ok, ok, đây, cặp mẹ con, 100.000. Mẹ to lắm. Mẹ thôi bị to nhá, bé thì từ 25-30kg này. Bé 25-30kg nhưng mẹ của mẹ to lắm. Mẹ phải eo tới chứ 85 ấy. Mẹ eo 85 á, phải nguyên cặp đi, 80 đi. 80.000 một cặp, cặp 80 nhá. Eo 86. Cặp mẹ con 80, lấy luôn cặp đi. Nguyên cặp cho mẹ con lựa, mẹ con cùng mặc. Em còn á chị, nhưng không biết nó nằm góc nào mà lên luôn á chứ. Có thì có nhưng mà giờ biết nằm chỗ nào. Không thì lần sau có, em có lấy em để dành cho. Lần sau có hàng về em để dành nguyên hàng bé cho. Chị mặc làm xui hả, là sao? À, ý là chị lấy cái đẹp về để mặc đi ấy hả? Mà bao nhiêu? L86 ngực 96. L86 ngực 96 hả? Không có hả chị ạ? Hết mất rồi, chị vô muộn quá rồi. Vô muộn quá không còn rồi chị ơi. Rồi con này phong xuông, xuông nhẹ một xíu nhá, co giãn thoải mái luôn chị này. Hả? Chị có lấy cặp không? Chị Nguyễn Thị Linh, à Nguyễn Hiền Linh có lấy cặp không chị? Rồi con này hàng co giãn cho em chị này. Con này hàng co giãn nhá. Như chị nói là bên L86 196 hả? L86 196 em xem con này à? Con này sang đây chị này, con này sang nhá, em lấy con này xem có vừa không? Rồi eo vừa này chị ơi, không lỡ là được chứ? Chị cao không? Hàng lỡ cũng xinh mà, không cần phải dài đâu chị. Ngực 96. Ngực này hơi rộng một xíu đấy chị này. Còn phần eo là vừa nhá. Đây chị lấy con này đi. Để soi mặt cho mà coi. Rồi con này có độ co giãn, chị nào mà eo 85-90 cũng vừa. Cho chị Nguyễn Hồng kìa. Cắt cho chị Nguyễn Hồng. Rồi eo 90 cũng vừa luôn chị này. Co giãn thoải mái nhá. Nhưng mà chị đừng lấy con này. Nếu mà làm xui thì đừng lấy con này. Em thấy con kia xinh hơn. Rồi con này chị nào lấy mã 240. 240-70. Em bao nhiêu? Lựa cho chị cái mới hả? Cái mà xong để em mặc lên cho chị coi. Cái đó xinh. Họa tiết cực kỳ xinh. Mà chị cao không? Cái đó cái chị mà 1m6 thì nó cũng thành phong lỡ nhá. Rồi con này chị lấy mã 240. 240 cho em là 60.000. 240-60. Đây chị ơi, hàng lụa trên. Con này sang này chị này.
màu vừa phải, không sáng quá mà cũng không tối quá, cũng không có lẻ lẻ. Con này xinh này chị ơi, hoa của nó cực kỳ xinh nha. Ê chị, sang chưa? Không lỡ nhá. Chị 1m6 thì nó vẫn qua đầu gối cho em, không trên đầu gối đâu mà lo. Con này là mã 99, mã 99 cho em 120. Mã 99 cho em 120.000. Cực kỳ xinh, lụa cho em nhỉ nhá, hàng lụa. Mã 99 120. Hơi bị sang luôn. Form vừa phải. Hả? 120 chị ơi, 120.000 thôi, mã 99 120. Mã 99 cho em 120.000. Con đó chị vừa chị. Để xem còn con nào lấy chị con. Con này thì nó lại to mất rồi. Con này hàng suông chị ơi. Con này form suông nhá. Hay chị mặc form suông không? Thích mặc suông không? Con họa tiết. Cái con họa tiết này cũng xinh này chị này. Form suông. Đây chị ơi, con này cũng vừa cho em. Nhưng mà nó là hàng suông nhá. Nó không phải là ôm như cái con kia nãy đâu. Mã 99 120. Eo 8 ấy. Eo quên bao nhiêu? Quên trả rồi. Nhưng mà chị vừa, khổ quá. Chị nói là chị eo bao nhiêu? Eo 8 mấy? 86 phải không? Eo 8 hay eo 86, ngực 96. Em nói là cái phần phần eo là vừa, phần ngực là hơi rộng một xíu. Eo của nó là tới 88. Eo 88, ngực là hơi rộng nhá. Nếu mà so với ngực của chị là hơi rộng, ngực là tới gần 100 á. Nói chung là 96, 98 gì đó. Nói chung là hơi rộng một xí so với cái số mà chị đưa cho em. Rồi con này form suông. Chị nói 65 kỷ này. Thoải mái nhất, hàng suông cho em. Lấy mã suông, suông cho em 80.000. Suông cho em 80. Chị nào lấy suông chất suông, suông 80. Lấy suông chất suông cho em. Ô, 240 kìa. 240 là con nào? Không nhìn thấy à? Đây 70 có chị Nguyễn Hồng, nó lại ẩn tiếp chị ơi, không thấy. Xuân cho chị nhé, cho chị Thanh Nhật Nhật. Chị Thanh Nhật có một đơn kìa. 99 của chị Nguyễn Ngân. 99 cho chị Nguyễn Ngân. Các chị mà không lấy là có chị khác thế vừa là các chị lấy liền. Các chị cứ trần trừ làm chi trời. Rồi con này xanh cho em, màu xanh này lạ ấy chị này. Màu xanh họa tiết này cực kỳ xinh cho em. Nó cũng là hàng suông nhẹ cho em nhá. Này các chị này. Các chị nào mà tầm eo 80. Con này eo 80 mang vừa hàng suông nhẹ cho em. Màu xanh này hơi bị lạ luôn chị này. Họa tiết của nó xinh không các chị? Họa tiết này cực kỳ xinh. Lên mã 21. 21 cho em 70.000 là 21. 21 70, chị nào eo 80 nhá. Mã 21 cho em 70.000 là 21. 21, 70 hả? Con nào 80? Lấy mã 21, 21, 70 chị này. Chị nào mà sai cái gì quên rồi. Tầm eo 80 quay đầu. Lấy chị con caro vàng này. Cái con này nó là hàng đuôi cá nhá. Chị nào eo 80. Eo 80 mang vừa lấy mã vàng. Vàng cho em 60. Mã vàng cho em, vàng cho em 60.000. Chị nào eo 80 mang vừa cho em. Lấy mã vàng 21 của chị Nguyễn Vân kìa. Lấy mã vàng cho em, vàng cho em 60.000 mã vàng, vàng 60. Chị nói khách cũ, trong đó có cái vậy. Trong đó có cái. Hôm bữa mẹ bảo con là bây giờ mình dân khách cũ. Khách cũ với khách mới lắm. Rồi con này eo 74 chị nhá. Con này eo 74, eo 74, mã 74 cho em 50.000. 50k mã 74, eo 74 cho em 70. Eo 74 mã 74 cho em 50.000 cho em nhé. 50k mã 74, eo 74 các chị này. Mã 74, eo 74 cho em 50.000. Rồi con này màu, con này nó là form suông. Con này màu nâu.
Con này màu nâu chị em, chị nào size L thôi, hàng su su nhẹ. Con này cũng form su nhẹ chị em. Chị nào lấy nâu, thấp nâu chị em. Mã nâu nhá, eo 76 đến 78. Lấy mã nâu chị em, nâu 60. Nâu 60 hả? Đây. 50. Hả? 74 của chị muộn màng. Rồi chị nào lấy nâu, nâu họa tiết này cho em này. Họa tiết cho em nhé, lấy mã nâu, nâu cho em 60.000 mã nâu. Nâu 60, chị nào mà eo 76, 78, size L. Size L, size L. Chị nào lấy mã cái gì quên rồi, mã nâu. Nâu cho em. Nâu chị nào size L nhé, eo 76, 78. Rồi lấy chị con lụa này. Lụa này form xuông chị ơi. Một con lụa form xuông cho em, cực kỳ xinh. Chị nào lấy mã lụa. Lụa cho em nhé, tầm các chị tầm 60-65kg này. 60-65kg nữa chị ạ. Form xuông tiếp. Form xuông hàng lụa. Form xuông hàng lụa cho em, lên mã lụa. Lụa cho em 80. Lụa cho em 8.000, chị nào 60-65kg. Form xuông, dáng lỡ. Chị nào lấy lụa chất lụa cho em. Mã lụa, lụa 80. Lụa cho em 8.000 mã lụa nhé. Lụa cho em 80, chị nào là tầm 60-65kg này. Tầm 5 miếng ăn miếng thì khô nó khổ. Rồi lấy chị một con màu trắng này. Một con trắng hoa đào cho em xinh vô chị ạ. Rồi con này chị nào size L lớn nhé, E7678. E7678 mang vừa. Lấy mã 108, 108 cho em 40.000 mã 108 này. 108 40, chị nào size L lớn. E76-78 quay đầu. Chị nào lấy mã 108. 108 40 size L lớn nhé các chị nhé. Lấy 108 chân 108. Rồi con này. Rồi con này chị nào eo 92. Con này eo 92 quay đầu. Hả? Con trắng đó. 40. 108 chị muộn màng. Rồi con này chị nào eo 90 đến 92 chị này, xinh chưa? Mã 92 eo 92 cho em 80.000. Mã 92 eo 92 cho em 80 chị nhá. Hoa cực kỳ xinh. Nâu của chị Nguyễn Vân kìa. Nâu này, 60 của chị Nguyễn Vân. Rồi, eo 92. Mã 92 eo 92 cho em 80, form lỡ chị ạ. Này form lỡ nhá. Mã 92 eo 92. Cái gì? 80.000. 80k mã 92 eo 92. Chị là size lớn. Size lớn, size lớn nhá các chị ạ. Lấy chị con này họa tiết nó là nhung cho em nhá. Con này là họa tiết là nhung cho em. Này form ôm. Mới lấy chị con họa tiết nhung này. Chị nào thích ôm thì lấy con này cho em. Mặc lên xinh nữa chị. Rồi chị nào size L, M, L, XL được cho em nhé. Hàng này hàng co giãn. M, L, XL quay đầu. Nó là dạng ôm cho em. Chị lấy mạng nhung. Nhung cho em 80.000. Nhung 80. M, L, XL đều mang được hết. Hàng co giãn nhất. Cổ là cổ dần hút cho em chị. M, L, XL. Lấy mạng nhung. Này họa tiết nó là nhung thôi các chị nhé. Không phải là nhung đâu. Em báo trước từ đầu các chị nhé. Lấy mạng nhung. Nhung 80. Nhung cho em 8.000. What, sao cái này nó phát ra ngon lành chứ? Phát ra một cách rất là vô lý. Rồi con này chị này eo 74, 74, 75 nhé. 76 là hơi chậm một xíu. Chị là mạ 86. Mạ 86 cho em 50.000. Mạ 86, 86, 50. Mã 92 của chị Nguyễn Hồng kìa. Chị Thủy Phan. Hồng cho so bao nhiêu? À, con đó eo trên 80. Nhung của chị Nguyễn Hồng luôn kìa. Thấy không? Trời ơi. Xem nữa là hết pin luôn rồi ạ. Rồi con này cho em lấy mã 86.
86 cho em 50.000 ạ. 86 này, 86 50. Điện thoại để đây làm gì cả. Mã 92. Đó. Con dưới á 80. Nhung 80. Của chị Nguyễn Hồng hết. Có lẽ eo 85 ấy chị ơi. Eo 85 chị em nhắc lụa 2 lớp form lỡ. Lụa 2 lớp dàng lỡ cho em. Eo 82 quay đầu. À eo 85. Chị nào lấy mã 59. Mã 59 150 ấy chị ơi. Mã 59 cho em 150.000. Chị nào eo 85 quay đầu. Eo 85 mang vừa. Lấy mã 59. 59 150. Chị nào mà sai em. Eo 84 đến 85 quay đầu cho em. Rồi chị con này size nhỏ này. Size SM nhá. Có độ co giãn nhẹ một xíu. Lấy mã xanh. Xanh 20. Xanh 20.000. SM được mang được. Hàng này hàng co giãn nhẹ này. Lấy xanh rất xanh. Xanh cho em 20.000. Mã xanh 20. SM thôi. Rồi lấy chị con phong su này xinh này. Chị nào 50-55kg thôi nhá. 55kg quay đầu. Hàng này là hàng theo cho em. Bên trên cổ này là theo hết đi chị này. 55kg quay đầu cho em con này. Lấy mã xuông. Xuông cho em. 60.000 mã xuông. Xuông 60 nhá. Chị nào mà tầm 60kg mang vừa cho em. Lấy mã xuông. Xuông 60. Xuông 60.000. Chị nào lấy xuông chất xuông nha em. Xuông 60 chị nhá. Em lấy chị một con đen hình con mèo của chị này. Một con đen mã mèo cho em. Mèo này size nhỏ. Chị nào lấy mã mèo đi. Mèo 60. Ui. Này size nhỏ lắm. Chị nào XS câu. Chị nào eo 66 em thôi nhá. Chị nào eo 66 quay đầu cho em lấy mã mèo. Mèo cho em 60.000 này. Mèo 60 eo 66 quay đầu. Chị nào size nhỏ. Lấy mèo chất mèo cho em. Mã mèo eo 66. Chị nào size nhỏ. Rồi con này size lớn nữa chị nào. Đằng sau là màu trắng đấy chị em nhé. Đằng trước là nó như thế này chị. Đằng trước là hoa sen. Đằng trước là hoa sen cho em này. Rồi con này chị nào mà eo tới 94. Mã 94 eo 94 cho em 30.000. 30k mã 94 eo 94 nhé. Chị nào lấy 94 chấp 94. 94 30 chị nào eo tới 94 là size to. Mã 94 eo 94 cho em 30.000. Có bị ẩn không các chị ơi? À, đỏ có size không có chị ơi. Đỏ thì em còn size nhỏ thôi. Không còn size lớn nữa. Em lấy chị con lỡ này. Con này nó là phong đầm nhá. Một con đầm nó là màu hồng tím. Hồng hồng tím tím cho em. Tay là tay xẻ. Tay là tay xẻ nhẹ. Nó là phong đầm cho em chị. Con này xinh. Chị này em phải 2,4 sẽ SM thôi. SM quay đầu cho em con này. Chị mặc 56. 56 80. Mã 56 cho em 8.000 nhá. Size SM đều mặc được. SM đều mang được cho em. Chị nào lấy mã 56. Mã 56 80. 56 cho em 8.000 mã 56 này. 56 cho em 80. Size SM thôi. Rồi con này là áo. Áo này có độ co giãn nhá. Size SM eo 72,4. Rồi mã áo 50. Mã áo cho em 50.000 mã áo này. Áo 50 chị nào SM eo 72,4. Lấy áo chọn áo cho em. Áo 50 eo 72,4 chị này. Không bị ẩn quá chị ơi. Mã 56 chị Nguyễn Hồng kìa. Con lướt điện thoại cho nó có ẩn không. Rồi hàng này co giãn nhá. Tới eo 90 80. Con này mã. Con này có độ co giãn à, eo 90 mang vừa chị em. Lấy mã đỏ đi. Đỏ 60.
Mã đỏ cho em 6.000, chị nào eo tới 90 nhá. Hàng này hàng cao giảm cho em. Eo 90 quay đầu lấy mã đỏ, đỏ cho em 60.000. Mã đỏ cho em 60. Đỏ 60, eo 90 chị nhá. Lấy mã đỏ, đỏ cho em 60.000 mã đỏ này. Đỏ 60. Rồi đây, của bé đây. Chị Hiền Linh còn đó không ta? Nghe cho chị Hiền Linh đi. Chị mắc lên rồi đây. Lấy chị con lụa này. Lấy chị con lụa này nhá. Lụa này em 74. Con này có độ co giãn nhẹ cho em nè các chị. Lấy chị một con lụa. Chị đòi lấy lụa chất lụa cho em, lụa 50. Mã lụa cho em 50.000, hàng này hàng co giãn nhẹ nhá. Lấy lụa chất lụa, lụa eo 76-78. Chị nào size L lớn. Lấy mã lụa cho em, lụa 50, eo 76-78 quay đầu. Eo 76-78 quay đầu cho em lấy mã lụa, lụa 50 này. Mã lụa cho em 50.000, eo 76-78 nhá. Như con này đằng sau là trơn này, đằng trước là có hoa như này chị. Con trắng này xinh, lấy mã trắng đi. Trắng 50. Chị nào lấy trắng chắc trắng nhanh nhá. Trắng 50.000 đơn giản mà lại xinh với chị này. Rồi lên mã trắng. Trắng eo 76 size L. Trắng eo 76 cho em size L mang vừa mã trắng. Trắng 50. Mã trắng cho em 50.000. Chị nào size L mang vừa. Lấy trắng chắc trắng nhanh nhá. Trắng 50.000. Cái này nó kiểu như là cái gì nhỉ? Cái đầm ấy chị, ở dưới nó kiểu như là chân váy nhá. Bên trên nó là một cái áo sơ mi. Nó kiểu như vậy nhưng mà chị nào sợ SM thôi, có độ co giãn nhẹ. Trắng cho chị muộn màng. Nó là dạng đầm sơ mi cho em chị này. Đó, bên dưới là cái chân váy cho em. Còn bên trên là kiểu như dạng đầm sơ mi cho em như này nhá. Chị nào eo 74, có độ co giãn, lấy mã 244. Mã 244 cho em 40.000. Mà 244 40k. Chị 244 cho 244, 244 40 này. Mà 244 cho em 40.000. Em lấy chị một con trắng theo nhá. Đằng sau là nó trơn, đằng trước là nó theo cho em. Này size lớn. Có độ co giãn nhẹ một xíu. Co giãn nhẹ một xíu chị nhá. Chị đã eo 84. Có là eo 84, chị đã lấy trắng theo. Trắng theo cho em 50.000 bản trắng theo này. Trắng theo 50, đằng trước này là theo cho em chị này. Theo hoa nhá, theo trực tiếp lên vải. Trời trắng theo, chất trắng theo 50. Trắng theo cho em 50.000 và trắng theo 50. Chị đang eo 8. Nhiều ta, quên mất tiêu rồi. Eo 8 mấy luôn á. Đỏ 60kg em. Con đỏ nào trời. 244. 244 là con nào con? Chị Nguyễn Hồng kìa. Mã lụa trắng của cái gì nhỉ? Các chị cỡ giờ em mới thấy chị ơi, nó bị ẩn. Rồi lấy chị con này còn tem chị em nhé. Con này còn tem, các chị mặc là sát nách. Con này mặc sát nách chị em. Con đó hả? 40. Rồi con này chị nào size M, ML nhá. ML mang vừa cho em hàng xung xung nhẹ một xíu. Nói chung là xung nhẹ một xíu không. Chị nào lấy mã tem. Tem cho em 60 mã tem nhé. Tem 60. Các chị size M, size L đều mặc được. ML đều mang được cho em hàng xung nhẹ cho em. Còn nguyên tem nguyên mát này, lấy mã tem. Tem cho em 60 mã tem nhé. Tem 60. Đây này, có thể cho chị Nguyễn Linh. Chị nào lấy tem chất tem. Mà tem, rồi con này size lớn, một con hoa màu tím size lớn cho em. Rồi eo 90 đến 92. Eo 92 mang vừa cho em nhé, mã 92, eo 92, 30.000. 30k mã 92, eo 92 với đầu cho em, không lớn với chị này, xinh chưa? Chị nói eo 92. Eo 92, mã 92 cho em nhé, 30.000. 30k mã 92, eo 92 với đầu, con này size lớn. Chị nói 65-70kg mang vừa cho em. 65-70kg mang vừa. Rồi mã 92, eo 92. Rồi lấy chị một con trắng này. Trắng này xinh chị này. Nhà bị dơ một xíu nhá.
Còn nguyên tem, nguyên mát luôn chị ạ. Một con trắng còn tem. Trắng kiểu đấy chứ. Rồi sẽ SM rồi các chị ơi. Cái kiểu nó như thế này. Rồi không, con này chị nào tầm L70. Chị nào L70 thôi, sẽ S thôi. Chị nào lấy mã tem đi. Tem 50.000 cho em nhé, tem 50. Tem 50 chị nào sẽ S. Còn tem của chị Nguyễn Hồng, 92 của chị Nguyễn Hồng thì. Còn tem 60, 92 là 30. Rồi mã tem, tem trắng cho em này là 50 nhé, L70. Chị nào L70 quay đầu. Rồi em lấy chị con xanh trơn đấy chị này. Đẹp không các chị? Con này cực kỳ xinh. Chị nào sẽ SM thôi nhá. Hàng này hàng co giãn. Một con xanh trơn. Chị nào thích màu xanh mà hàng trơn không có, không có họa tiết thì lấy con này cho em. Lấy bản xanh, xanh 60. Xanh trên 6.000 SM đều được nhá. Hàng này hàng co giãn. Nó là phong Omerdy cho em. Chị nào lấy mã xanh, xanh trên 60.000. Xanh 60. Xanh trên 6.000 cho em. Nó còn mới 100% luôn chị. Còn mới 100% luôn. Lấy mã xanh, xanh trên 60 nhé. Xanh 60 cho em. Rồi lấy chị con này, nó là hàng xuông nha em. Phong xuông nhé. Chị làm vào tầm 55kg. Một con phong xuông 55kg mang vừa này, hàng lụa cho em này. Chị là lấy mã xuông, xuông 50. Xuông trên 50.000 nhé. Mã xuông 50. Này các chị mặc đi ngủ được này. Chị nào tầm 55kg. 55kg với đầu có túi mắc cười này. Lấy mã xuông, xuông 50. Chị nào 55kg đội mang vừa cho em. Có size L. Chị Trung Lê. Có size L L79 không hả? L79 là chị lấy XL rồi. Trắng theo 50 kìa. Lụa 50 kìa. Nguyễn Ngân. Cái gì 60 á? Cái gì 60 chị? Xanh của chị Nguyễn Hồng kìa. Xanh xuông của chị Nguyễn Hồng. Ủa lụa là con nào chị ơi? Trắng theo của chị Loan Dương. Này là 50, con là 60. Trắng theo. Con chị ơi lụa nào á? Lụa này à? Chị ơi phải con lụa này không? Chị Loan Dương. Lụa ẩn chị ơi không thấy bình luận nhá. Phải con lụa này không? Lụa này 50 này. Trắng theo 50, lụa 50 phải con này anh chị. Phải con này ô thì ok lại giùm em nhá. Do ẩn không thấy. Do ẩn không thấy chị ơi. Em lấy chị một con đuôi cá này. Một con họa tiết cá cho em nhé. Một con họa tiết đuôi cá. Chị nào lấy mã cá đi. Lấy cá chất cá cho em. Cá này chị nào sẽ SM được mang được L72-74 nhé. Chị lấy mã cá cho em 50.000 mã cá này. Cá 50 L72-74. Lấy cá chất cá cho em. Cá 50 L72-74 chị nhé. Hàng này hàng con. Ai gì nhỉ? Nhưng 72-74 mang vừa lên mã cá 50. Rồi con này size to rồi. Chị nào L82. Con này L82, mã 82 đi. Mã 82, L82 cho em 30.000.
30k mã 82L82 chị nhá. Mã 82L82 cho em 30.000. Thật ui xinh luôn. Mã 82L82 30. Rồi chị ok rồi kìa. Cá của chị Loan Dương luôn. Hai con đó với lại con cá này tiếp. Cá 50. Lên mẹ đưa con hai con đó lên chưa? Con trắng theo với con lụa thế này. Rồi con này chị nào lấy mã 82L82 cho em. Có cái nào L90 không? Có nhá chị nhá. Có L90. Rồi lấy mã. Mã gì có được? Mã 82L82 30.000. Mã 82L82 cho em 30. Rồi lấy chị con này phong lỗ này. Nó cũng là phong xuông nhá. Này nó cũng là xuông xuông nhẹ cho em. Xuông xuông nhẹ một xíu. Nó là dáng chữ A cho em chị này. Phong lỗ, chị nào size L, M L mang hùa cho em nhé. Con này các chị size M và size L. Các chị tầm 55kg mang hùa. 55kg mang hùa cho em, L76. Lấy mã xanh, xanh 60. Xanh cho em 60.000, chị lấy xanh cất xanh, xanh 60 nhé. Xanh xanh cho em 60.000, chị nào mà size các chị mà thích mặc xuống thì là size M. Còn thích mặc ôm vào người thì nó là size L. Rồi đầm của bé chị này. Trời ơi con này. Chị Loan Nguyễn còn Loan Lê còn. Con này cho chị ấy đi. 50. Lên bé chị con lụa màu đen đấy chị này. Con đó 60. Lên cho chị một con lụa đen nhá. Chị nào lấy mã đen cho em, đen này size lớn này, xanh của ai? Xanh của chị Nguyễn Hồng. Rồi đây chị ơi, chị lấy mã đen. Đen cho em 6.000 mã đen, đen 6 mua chị là size L. Size L mang vừa lấy mã đen, này hàng lụa cho em này. Lụa này nó không giống mấy con lụa kia nhá, nói chung là mỗi cái loại lụa nó khác nhau. Có loại lụa nọ, loại lụa kia. Lấy mã đen, đen 6 mua chị là size L. Size L mang vừa cho em. Mã đen, đen 60. Lấy chị một con hồng theo này. Một con hồng theo cho em nhé. Này theo hoa cho em chị ơi, chị dơ một xíu. Nói chung là dơ một xíu nhé, để các chị tẩy ra. Nói chung là dơ giảm nhỉ, không phải là không giảm nhỉ. Một con hồng theo cho em. Chị nó lấy má hồng. Hồng này size nhỏ, phong lỗ nhé chị nhé. Rồi size SM chị ơi. SM mang được. Lấy má hồng. Hồng cho em 60.000 má hồng. Hồng 60 chị nhá. Hồng hồng 60 chị nói size L mang vừa. Size L size L. Lấy hồng chất hồng. Em lấy chị con đầm này xinh này. Họa tiết của nó cực kỳ xinh. Con này chị nào SML được cho em nhé. SML quay đầu lấy má đầm. Đầm cho em 60.000 má đầm. Đầm cho em 60 họa tiết xinh cơ. Các chị thấy họa tiết xinh chị ạ. Lấy mã đầm, đầm thêm 6.000. Đầm 60 chị nào size L. SML đều mang được nhá. Nói chung là hàng đầm xanh, xanh đâu. Đầm, đầm chị Nguyễn Hồng này. Mấy đầm dài trên canh đi. Chị mặc size gì chị Thanh Thúy ơi? Đen 60 kính vừa không? Không vừa chị. Hồng của chị Nguyễn Hồng luôn. Chị ơi, mấy con đỏ trên sàn này size nhỏ không ạ chị? Size S. Mấy con đỏ trên sàn là size S thôi nhá. À có con này là eo tới á. Con này phong suông. Con này hàng suông chị là 60kg quay đầu. Thế này theo chị nhá. Lấy mã 75. Mã 75 cho em 80.000. 80k mã 75 cho em 75-80 chị nào mà 60kg lượng mang vừa cho em. Này cũng là lụa cho em chị này. Lụa nhá. À, mã 75 cho em 80, 75-80 chị nào mà size L80. Rồi con này chị nào L85. L85 lụa, gì nhỉ, bị lỗi nhẹ một xíu. Mã 97, mã 97 cho em là 130. 97-130 nhá. Con này cũng L85. Con này cũng L85 mang vừa. À, lụa phong lỡ lên mã 59.
59150 60 60 60. Còn mấy cái con đỏ là toàn sẽ F không à? Bộ F là một bò hả? Con lụa này, con đen này, con đầm này 60 60. Hả? Cho chị đầm, cho bé nữa 75. 52 kg. 52 kg hả? 52 kg mà chị bao nhiêu? Chị Nguyễn Hồng ơi, bé chị to không? Bé chị bao nhiêu? Này 80 này, cho chị Nguyễn Hồng. Chị ơi, bé bao nhiêu ký em lấy cho, xem còn không nữa đây. 52 kg. Chị ơi, nếu mà chị 52 kg mà chị cao 1m6 thì con này chị mặc vừa nhá. Còn mà dưới 1m6 thì em sợ con này không vừa đâu, tại vì con này eo 72, 74 nhá. Mà quan trọng là cái eo của chị nó có to không đó kìa. Eo chị bao nhiêu nữa chị ơi? Chứ bây giờ các chị nói số ký cho em thì nó dễ lắm các chị. Các chị cho em số eo đi. Chứ nói số ký nó không chính xác đâu. Nhiều giả sử như chị là 52 kg nhưng mà eo của chị tới 80 cơ. Eo 80 thì phải mặc XL chị em nhá. Chứ còn thường thường em bán 52 kg là size M hoặc là size L là mang vừa thôi. Còn nếu mà chị mà 52 kg mà chị eo 80 thì phải lấy XL cho em. Nghe chị nhá. Rồi con này cái khóa hơi cứng một tí này, về các chị lấy cái. Đây chị ơi, bé đây. Bé là tầm 22. Này, form này dễ thương chưa? Lấy các chị con này 20.000 thôi chị ơi. Bé 20. Này về chị lấy cây đèn cầy á, các chị trà vô cái phần trong này. Đó, là các chị kéo đi dễ dàng luôn nhá. Cái hàng này kiểu hàng sim mà, lâu ngày không mặc tới á, thì làm sao mà tránh khỏi được, khó kéo. Nhiều khi mình để cái gì lâu ngày cũng vậy thôi, phải bôi dầu bôi nhớt rồi chứ. Rồi con này chị em bé 20.000, bé là tầm 22 kg thôi. 22 kg với đầu. Mạ bé 20. Alo. Alo ai vậy? Cái gì chị? Mà chị hỏi áo nào? Nhắn thế đâu mà chiều cao chị bao nhiêu? Bây giờ em không tư vấn được đâu chị ơi. Em đang live không tư vấn giờ này được. 1m67 hả? 1m67 thì chị phải lấy dài. Nó là như em. Như cái con khi nãy chị hỏi em à? Nghe chị bao nhiêu? Như chị. Nhưng mà eo khi nãy chị eo bao nhiêu? Có chứ chị, 1m67 cân nặng vòng eo lắm chứ. Ôi vậy thì không có rồi, vậy thì không có chứ chị ơi. Dài cũng ngắn, nếu mà chị cao như vậy cũng không có chị ơi, tại chị cao 1m67 lận mà. Cao quá. Dạ dạ vâng. Chị nhá. Lụa đen hết rồi chị ơi, hết lụa đen rồi. Đâu có lụa đen ở đâu, hết lụa đen rồi mà. Bé chị Nguyễn Hồng kìa. Chị Nguyễn Vân, chị được mấy chị được mấy vậy em, chị được mấy cái chị Nguyễn Vân á. Chị là chị Lê Lan, có con nào suông eo 88 1.92 bông. Ui to vậy á chị. Hàng suông hả? Để em xem có. Rồi con này chị em nhá. Chị Nguyễn Vân á, chắc được 2-3 cái thì thôi chị ơi. Rồi con này chị nào size L eo 76 nhá. Cái gì nhỉ? Dáng lỡ, tay lỡ eo 76. Nên mã 19. Mã 19 cho em 80.000, mã 19. 19-80. Chị nào size L nhá. Lấy 19 chút 19. 19 cho em 80.000. Nói chung là ML mặc đủ. Con này size M lớn, nó nằm giữa M và L cho em. Mã 19 80. Mã 19 cho em 80.000. Đây là chị này. Bé này nhỏ nhá. Cái này bị bung ra. Chị Nguyễn Hồng lấy con này em tặng cái này.
bị bung ra thôi chị ơi, về may lại mà nó bị dơ. Này bé là tầm 20-22 kg thôi. Tặng chị Nguyễn Hồng ấy, nó bị dơ một xíu thôi, nói chung là giặt ra là được. Rồi lấy chị con công đỏ này. Con đỏ này chị em nhé, một con kim sa màu đỏ, cực kỳ xinh luôn chị. Chị nào lấy mã đỏ đi. Đỏ chị em, 6.000 mã đỏ. Đỏ 60 nhé, con này chị nào size nhỏ thôi. Rồi chị nào eo 74. Con này eo 74 mang vừa, size SM mang vừa, lấy mã đỏ. Lấy đỏ chất đỏ chị em. Đỏ 60 nhé chị nhé. Đỏ chị em 60.000, chị nào mà eo 70. Cho chị đầm cho bé lúc trước nữa. Thế nào ta? Cái khi nãy em lấy chị rồi mà. Cái 20.000 đó phải không? Cái 20.000 đó em cũng lấy cho chị rồi mà. Thôi như đầm bé em còn. Mấy cái xinh xinh lắm để em tìm ra. Muốn về mấy cái của bé luôn á. Cái nằm góc nào ở đây? Vi Lê á. Vi Lê á. Vi Lê hả? Ủa đâu có đâu ta. Nghe là mắt được chấm. Chị Vi Lê em không phải, chị đứng chất cho nhà em. Hai chị nhầm bên nào rồi? Đâu rồi trời. Em có N nằm đâu rồi đây? Có chị Vi Lê ơi, nhưng chị nhầm bên nào đấy chị ơi? Đâu có bên em đâu. Không biết làm đâu luôn đấy chị. Đây trời ơi. Dễ thương chưa? Đây bé đây chị. Bé này mắc hơn nhá. 50.000 chị ơi. Rồi chứ cái này mà chị ra chợ mua phải 100.000 đó, chứ phải 50.000 đó. Mới 100% luôn chị, lấy con này nhá. Nguyễn Hiền Linh á. Chị đang bảo kiếm với chị cho bé cho Nguyễn Hiền Linh. Hả? Đâu? Hả? Chị ơi cái này chị kia chị đang hỏi. Đang hỏi tìm cho chị con, khổ ghê luôn. Ok. À cái không bảo cho ai ấy hả? Cái đó em để chị Hiền Linh rồi. Chị Hiền Linh em để chị con này 50 này, xinh lắm. Đâu là con đó của bé rồi. Cho chị Hiền Linh một con kia đấy, cực kỳ dễ thương luôn. Còn con này để cho chị Nguyễn Hồng đi. Đây chị Hiền Linh. Dễ thương chưa? Về chị bán cả trăm, hơn 100.000 luôn này. Dễ thương chưa? Mỗi người một con nhá, không ai nạnh ai nhá. Không ai nạnh ai hết, mỗi người một con nào cũng đẹp. Mỗi con một kiểu đẹp khác nhau. Lâu rồi hả? Cho chị đi hả? Em bảo em để cho chị kia rồi. Thôi mới chuyện mới chị một con đi. Thôi chị Hiền Linh đổi không? Hai người đổi cho nhau không? Hôm trước chị có một áo, đúng rồi. Không có, chị có một cái em vẫn để. Em chưa xả. À ý là xả ra giúp chị hả? Không biết là con nào ở đây. Hôm hai chị đổi với nhau không? Ôi chị đổi cho nhau một con. Hai chị thích, chị này thích con này, chị kia thích con kia, thì thích thì đổi cho nhau vậy. Rồi cách tân. Cách tân là SM ở chị này. Cách tân cho em 70.000. Cách tân 70 nhá, sợ SM quay đầu. Em để chị Hiền Linh mấy con nữa. Mấy con luôn chị Hiền Linh ơi. Rồi lấy cách tân, 70. Chị nào sợ SM thôi. Hả? Hiền Linh lấy gen hả? Chị Nguyễn Hồng lấy ấy hả? Đổi tớ lấy gen. Chị cách tân của chị Nguyễn Hồng này. Chị Nguyễn Hồng đổi không? Ưng con đó có đổi không chị? Hay là vẫn lấy con đó? Ưng thì đổi đi. Hai chị ưng nhau thì đổi đi. Rồi con này chị là eo 80 nhá. Cái này theo. Này theo cho em chị này. Theo hoa xinh chưa? Lấy mã trắng. Không được ạ.
muốn lấy thêm nhưng không đủ phải không? Rồi con này chị là em eo 7 cái gì? Con này eo 7880 nhá, size L lấy trắng. Trắng cho em 50.000 này theo chị này, mà trắng trắng 50. Trắng 50.000 lấy trắng chất trắng, trắng 50 chị nào mà size em. Size L. Size L và XL mang vừa cho em nhá, lấy mã trắng. Rồi em lấy chị con này cho em. Caro. Caro đôi cá, chị nào sẽ SM thôi. Con này SM quay đầu, lấy mã cá, cá 60. Mã cá cho em 60.000. Không lấy xanh á. Không lấy xanh, ai không lấy xanh. Chị Hiền Linh á. Không lấy xanh. Con nào mà không lấy xanh ta? À ý là chị không lấy con này hả? Chị không lấy con đầm này hả chị Hiền Linh hay sao? Cho chị. E80 em có. Chị Hiền Linh không lấy con này hay sao? Cá của ai? Cá chị Đoan Dương. Hả? 60. Chị không lấy bé này hả? Bé này không lấy hả? Không lấy hả? Không lấy thì để cho chị Nguyễn Hồng. Nếu mà không lấy thì để cho chị Nguyễn Hồng. Rồi đây chị ơi, lụa nhá. Lấy chị con lụa này. Lấy cho chị một con lụa. Chị nào lấy lụa chất lụa chứ. Lụa 60. Rồi con này chị nào size L thôi. Size L mang lụa cho em. Lấy mã lụa cho em. Lụa cho em 6.000 mã lụa này. Lụa 60 size L mang lụa. Hả? Không lấy hả? Con chị kia thì còn lấy không á chị ạ? Hả? Không lấy hả? Rồi ok chị. Rồi lấy chị con này cho em nhé. Cái khóa nó hơi khó kéo một tí thôi. Hơi khó kéo một tí cho em con này. Rồi con này không ôm nhé. Chị này E72-74. E72-74 mang vừa mã 44. 44 cho em 30.000 mã 44 này. Mã 44 chị nào sẽ SM E72. Đây này. Đây nó chả để ý gì vậy. Lụa 60 trước mặt còn hỏi lụa 60 lụa nào. Của ai? Lụa 60 lụa ngà. À lụa 60 chị lụa ngà. Rồi con này nhá, cũng có lụa co giãn. Này phong ôm body cho em các chị này. Con này phong ôm cho em nhá. Sẽ SM, hàng này hàng co giãn. Các chị size S thì vừa hơn, size M thì nó hơi ôm một tí nhá. Chị ơi, chị kia không đổi. Chị lấy thêm chứ chị không đổi. Rồi con này SM đều được. À, các chị size M thì nó hơi... Nói chung là nó hơi chật một xíu. Size M, size S thì vừa hơn một xíu nhá. Mặt 41, 41 cho em 30.000. Này theo chị nhá. Nói chung là họa tiết thì là theo cho em. Mặt 41. Mặt 41 cho em 30. 41 cho em 30.000 mặt 41 này. Cái gì? Cái gì cơ? Dáng dài. Dáng dài, tay dài. Rồi cái gì nữa? Cái này em có một con màu tím mà chị không lấy à? Một con màu tím còn nguyên tem, size màu. Đây nhá, con này chị em, form này dễ thương chị này. Đuôi cá cho em, một con màu đen. Con này kiểu lạ cho em này. Mạ đen. Đen cho em 70.000 mạ đen nhá. Đen 70. Ai á? Thôi kệ đi. Mạ đen cho em 70. Các chị ơi dễ thương cho. Các chị con này chị là size màu SM nhá. Hàng xuông nhẹ một xíu. SM quay đầu mạ đen. Đen cho em 70.000. Đen đen 70. Đen 70.000 cho em. Đấy chị ơi, con này size màu đây. Form lỗ, tay dài, còn nguyên tem. Mã tem cho em 70.000 tem nhá, tem 70 chị này. Lấy tem chắc tem 70. Giờ còn đúng một con này thôi, chị còn lấy thì lấy chứ giờ không còn nữa đâu. Không có cái kiểu như có chị nói đâu. Lấy con này chị em, tem 70. Họa tiết là hoa tím.
Đấy chị, cái hàng sần sám á, các chị lấy mấy cái hoa nổi nổi nhá, mấy con hoa nổi mặc nó mới xinh nhá. Nói chung là sần sám càng nổi càng đẹp. Đen thì chị Nguyễn Hồng. Hả? Hay cái lò chị có hàng ngắn thôi, chị có hàng dài rồi là không còn. 70. Còn nó đẹp lắm không chị? Hơi bị lạ không? Nói chị mấy cái kiểu mà lạ lạ vậy á, người ta bán tới 80 đến 90 lận. Bán 80-90 ngàn, em bán cái giá vừa phải. Thật. Mấy cái kiểu lạ lạ họ hay nói giá hơi bị cao. À được rồi, chị em nhận được rồi. Rồi con này chị em sẽ SM nhá, em 72-74. Chị lấy mạng chim cho em 6.000 mạng chim nhá. Chim 60 SM thôi các chị ơi. Em 74 quay đầu. Lấy mạng chim cho em 6.000. Cái này em có một cái con thổ cẩm nhá chị. Đây này. Thổ cẩm này cũng được này chị ơi. Đây cũng dáng lỡ, phong lỡ, à dáng lỡ, tay dài đây. Con này chị em mã 19 cho em 8.000 mã 19. 19-80. Giờ có đúng hai con này thôi. Đen 70 con đó hết rồi con đâu nữa. Tem á, đó. Ai? Tem chị nám, tem chị nám. Rồi đây chị một con họa tiết cúc này. Này chị nào size nhỏ nhá, size S, em số 8-70 thôi. Còn không thì lấy cho bé cũng được, bé là tầm 40. Bé là tầm 40 kỷ nhá, không thì chị nào mà size S. Chiêu quá. Chim của cô Hai Bạc Liêu. Của cô Hai Bạc Liêu. Lên số cho em nhé chị ơi. Cô Hai Bạc Liêu lên số. Rồi con này chị nào lấy mã mà 243. 243 cho em nhé. 60.000 hả? 60. Hả? Mà 243 cho em. 6.000 mà 243. 243 60. Chị nào mà sai em sẽ chim hết á, hết chim. Hết chim rồi các chị ơi. Để xem còn không. Hình như cái hàng chim nó hơi nhiều rồi phải. Hình như cái hàng chim có mấy con luôn ấy. Hết chim, hết cò. Hết chim còn cò được không chị ơi? Rồi, con caro này dễ thương cho các chị này. Eo 74 nhá. Caro cho em 60.000. Caro 60 chị là eo 74. Chị là lấy caro chút caro. Caro 60 eo 74 này. Eo 74 quay đầu cho em lấy caro chút caro. Caro cho em 60.000. Caro 60 eo 74 các chị nhá. Chị Tuyết Vân có eo 90 không hả chị? À. Chị Tuyết Vân hình như là chị có một đơn đây này. Lấy cho chị con nữa chị đủ đơn hả? Lấy cho chị con đủ đơn hả? Biết con này size gì đây? Rồi con này size nhỏ rồi. Form xuông nhá. Con này form xuông cổ chạy á, cổ giọt nước có. Hôm nay chị nào hỏi chim, chị kêu con lên số để cho chị nào. Chị Hạnh Hoa, để chim cho chị Hạnh Hoa đi. Rồi mạng đen form xuông cho em 60.000. Chị nào sẽ SM thôi, nó là hàng xuông cho em chị nhá. Con này form xuông, chị nào SM đều mang của mạng đen. Đen cho em 60.000 mạng đen, đen 60 để chim cho chị Hạnh Hoa này. Chị nào lấy mạng đen 60, chị nào sẽ SM. Caro chị Nguyễn Hồng. Caro 60. Rồi em lấy chị con này kiểu hơi lạ một xíu này. Cái này là đằng trước nhá. Đằng sau là nó hở lưng như này cho em chị này. Đó. Các em phải đằng sau đâu. À các em không phải đằng trước đâu. Nó là như thế này cho em chị nhá. Mày điên à, không thấy nó xẻ đằng trước đây à? Cái đằng trước này nó xẻ. Ai mà mặc cái xẻ này ra đằng sau? Điên. Ai mà mặc cái này đằng sau mà xẻ như vậy? Thôi nói chung là các chị mặc kiểu gì các chị mặc. Ok chưa? SML nhá. Hàng này hàng co giãn cho em. Một con màu vàng nhẹ. Cái này nó là hình thú chị này. Các loại chim lại cò. Kể cả cái gì?
Con này xinh, một con trắng dài cho em 80.000 nhá chị ơi. Mã dài đi. Hả? Đây cho em. Đây cho chị Nguyễn Hồng à? 80. Kiểu hơi lạ lạ một xíu. Nói chung là về các chị mặc kiểu gì các chị mặc. Thích mặc hở lưng thì cho đằng sau. Em nghĩ mặc hở lưng đằng sau đúng hơn. Ai mà cái xẻ đó nó xẻ đằng trước chứ ai mà xẻ đằng sau tốt nó sau biết vậy. Một là xẻ ngay hông lên trước, hai đằng trước ai mà xẻ ngay sau mông. Đúng không? Và con này với chị có con kim sa. Con đó 80. Kim sa cho em size S size M nhá. Chị là kim sa 70. Kim sa cho em 70.000, chị nào sẽ S M quay đầu. S M quay đầu cho em lấy kim sa. Kim sa, kim sa. Kim sa 70 anh chị ạ. Em có cái con gấu này xinh này. Con gấu này xinh nhưng mà size nhỏ này, chị nào sẽ S không? Form lỡ, dáng lỡ cho em. À, cái gì? Form lỡ. Form lỡ, dáng lỡ nhá, chị nào sẽ S mang vừa. Chị lấy mã gấu. Gấu cho em, chị nào sẽ S thôi. Gấu 70. Con này cực kỳ dễ thương luôn chị này. Dáng lỡ, tay lỡ, chị nào sẽ S eo 68 70 mang vừa. Gấu cho em nhá, 70.000. Mã gấu 70, chị nào sẽ S. Lên đi làm mẹ đi nước. Chị nào lấy gấu chất gấu cho em, gấu 70 nhá, chị nào sẽ S thôi. Eo 68 70. Có đẹp đấy chị. Nhớ lấy chị con thổ cẩm này. Thổ cẩm đi. Thổ cẩm này là SM thôi các chị. Con này là SM nhá. Hàng su su nhẹ cho em này. Rồi có cúc nhá, có cúc nữa em chưa đóng lắm, em đóng cái đạn lên vào cho chị coi form không. Rồi form lỗ, xinh chưa? Cái kiểu nó hay chưa chị này, sẽ SM không? À, thổ cẩm. Thổ cẩm cho em, 70.000 mã thổ cẩm này, thổ cẩm 70 nhé. Kiểu này xinh chị này, SM không? Form hơi bị xinh. SM mang vừa lấy thổ cẩm. Có cái nào chị mua, đi hàng luôn, à thổ cẩm chị Nguyễn Hồng 70. Chị eo 90 hả? Thôi để em lựa cho chị cái cho đủ đơn này. Nhìn cho chị cái khổ quá. Chị thích caro không? Em tìm cho chị. Có sai lời như chết chị ơi. Chị thích form suông không chị? Chị thích form suông không? Form suông này cho em này. Em chỉ không thủ cầm như của chị đúng không? Có lấy hàng suông không? Suông cho em 70.000 này chị này. Suông 70 nhá, lấy suông chốt suông nha, suông 70.000. Biết giờ nằm góc nào mà lên đấy chứ. Suông suông, suông 70. Chị nào mà size to đó. Eo 90 thì lấy con đó cho em. Lấy suông nhá.
Rồi cái này em bảo chị lấy, chị không lấy giờ hết rồi chị ơi. Giờ không còn đâu, xuông của chị Nguyễn Hồng. Thổ cẩm chị Nguyễn Hồng. Chị cầm đấy luôn, xuông 60. Thôi đây chị ơi, con này kiểu lại cho các chị này. Con này kiểu hơi bị ai thế nhỉ, họa tiết lại nhá. Ôi xong phim. Cái này bị nhưng mà vẫn kéo được nhá, nhưng mà cái chỗ cầm là không không. Cái chỗ cầm nó bị hư rồi các chị ơi. Không thì về các chị thay khóa. Không thì về thay khóa cho em, không để vậy cũng được. Để vậy cũng kéo được cho em chị này. Rồi con này sẽ SM. SM mang hồ cho em, lấy hư khóa đi. Nhớ 72 đến 74 nhé, hàng không xuông. Con hư khóa này để các chị 40.000 thôi. Về các chị để vậy mặc cũng được, không thì các chị thay khóa cho em, cầm như là dễ cũng được. Chị nào lấy mã hư khóa. Hư khóa cho em 40.000 hư khóa. Em thấy họa tiết nó hơi bị lạ luôn. Hư khóa nhé, để các chị thay cái khóa chắc cỡ 50.000 chứ mấy. Khóa nó có ngắn chứ chừng này rồi. Hư khóa, hư khóa 40. Hư khóa cho em 40.000 ạ, hư khóa này. Là phong xuông. Hư khóa cho em 40.000, chị nào sẽ SM. Rồi con ơi chị lại eo 74, 75 nhá, 74 đến 75. 76 là hơi chậm một xíu, màu xanh họa tiết xinh đi này. Mã xanh, xanh 50. Mã xanh cho em 50.000 mã xanh này. Cái đó em, cái đó em hư khóa, à hư khóa chị Nguyễn Hồng 40. Nó đẹp lắm chị, họa tiết hơi bị lạ luôn. Rồi lấy xanh. Xanh nhá, xanh 50. Xanh 50.000 chị nào mà xay nhá, 74, 75, 76 thì hơi chậm một xíu. 74, 75 quay đầu. Chị nào lấy xanh chất xanh. Xanh, xanh, xanh. Con này chị nào xay nhỏ này. Chị nào sẽ con này lấy đi, chị nào xay nhỏ lấy con này. Các chị thấy nó. Này hai con, hai con chim đánh nhau. Này như chim cú mèo nữa. Hai con nó đánh nhau không ạ? Đó, hai cái mỏ nó chạm vào nhau, nó chuẩn bị nó đánh nhau không ạ? Này, này sẽ SM chị ơi, thấy lạ không? Này hình con chim gì em không hiểu luôn. Chim cú mèo đúng không? Này chim cú mèo. Rồi lấy mã chim. Chim cho em 70 nhá, chim 70.000. Ơ phải là hai cái mỏ hai con chim à? Chị này đánh nhau à? Sao mẹ cảm tưởng như hai con chim đánh nhau ạ? À? Đây là cái mắt à? Mã chim. Chim 70 sẽ SM nhá. Hình con chim cú mèo chị này. Kiểu hận lắm. Chị lấy mã chim đi, chim 70, chị nào sẽ SM. Mẹ vẫn chưa hình dung được ra nó. Chim 70, chị nào sẽ SM thôi. Có xuông, có sườn sáng. Có chị ơi, em đang like sườn sáng mà. Em chuyên sườn sáng mà chị ơi. Em là chuyên sườn sáng đây. Nhà bán toàn sườn sáng, bán bao nhiêu năm nay rồi. Con này hàng lụa nhá, hàng lụa SM, phong xuông nhẹ. Có túi chị đây. Mã lụa cho em, lụa 70. Lụa cho em 70.000, chị là sẽ SM. Đó. Chị nào lấy mã lụa, lụa 70, chị nào sẽ SM nhá. SM quay đầu, lấy lụa cho lụa, lụa 70. Lụa trên 70.000. Chị nào SM quay đầu. Rồi đây chị nào thích form ôm thì lấy con này cho em. Con này nó là form ôm body cho em nhé. Một con ôm body cho em này chị này. Chị nào thích form ôm thì lấy con này cho em. Có độ co giãn. Sẽ SM thôi.
Rồi sẽ SM cho em nha chị ạ. Sẽ SM quay đầu nhé, hai hàng co giảm cho em. Với mã 562, 526. 526 cho em 50.000 mã 526, 526 20, à 526 50.000. 526 50k chị nào sẽ SM. Chị nào thích body thì lấy con này cho em. Với mã 526. Nhìn nó nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà co giãn thoải mái chị nhé. Nhìn các chị nhìn là của em bé nhưng không phải đâu. Hàng co giãn mà. Hàng co giãn của body các chị nhìn thì nó hơi nhỏ. Rồi mạng 526 cho em. 50.000 mạng 526. Sẽ SM. Con nào xem ở đó có con nào size lớn cho chị rồi. Đấy chị một con. Cho mình đơn thì chị đi đâu. Trời ơi các chị con này. Một con hồng phấn nhé chị này. Heo nhá. Một con hồng phấn theo chim nhé. À hôm bữa chị nào lấy một con màu đen này rồi nhỉ? Đúng rồi, mới có hai con, một con đen chị kia lấy và một con này. Rồi E72 74. E76 cũng vừa nhá chị nhá. Em thấy nó rộng thoải mái rồi chị. SML đều vừa. Thế tiếng con nào size lớn em chính người đó không? Rồi mã 226. 226 70.000. 226 70 chị này. Này theo chị nhá. Đơn giản mà lại xinh chị ơi. Màu xinh lắm. Màu cực kỳ xinh luôn. Rồi mã 226 226 70. 226 trên 70.000 chị nào mà size em. S cũng mặc được, M cũng mặc được, L cũng mặc được. Các chị size SM thì mặc như em á. Còn các chị là mặc size L thì mặc nó ôm sát vào người hơn nhá. Size L thì mặc ôm sát hơn, để mặc 226. 226 70. Bảo đảm các chị cần mới 100% nhé. Mới lắm luôn các chị. 226 cực kỳ xinh. Mấy giờ rồi? Chưa có 4 giờ à? Ủa, lụa của chị Nguyễn Hồng kìa. 226 chị Nguyễn Hồng kìa. Cái này 70. Rồi lấy chị con hoa này xinh chị này. Một con họa tiết hoa. Chị nào sẽ SM thôi các chị ơi. SM mang vừa lên mã hoa. Hoa cho em nhé. 30.000 mã hoa. Hoa 30 sẽ SM quay đầu. Như 72 74 quay đầu cho em. Mã hoa trên 30.000 mã hoa. Hoa 30 chị nào sẽ SM thôi chị ơi. Con lụa này này. Ốc lụa này này. Con lụa lụa nào? Một con lụa đấy mà. Đấy mà là lụa. Con đó là ôm body chứ là lụa. Không phải. Rồi lấy mã. Mã hoa chất hoa 30. Hoa 30 cho em lấy hoa chất hoa. Hoa 30.000. Chị nào mà sai lắm. Hoa là S1L7274 nhá. Rồi lấy chị một con rằng ngắn tay lỗ này chị này. Một con ngắn tay lỗ cho em. Con này chị nào size nhỏ. Này chị nào size S thôi các chị ơi. Size S nhá, có độ co giãn nhẹ. E68. E68 thôi, size XS. Chị nào E68 quay đầu lên mã 270. 270 cho em 7.000 mà 270. 270 70, chị nào mà size XS nhá. Size L68 có đầu không? Size nhỏ. Mã 270 cho em. 270. Rồi, con này theo cho em chị này. Form suông theo nhá. Theo cho em chị ơi, xinh chưa? Một con màu hồng cam. Chị nào mà tầm 60kg. 60kg thôi các chị nhá, nó là hàng suông cho em. Lấy mã suông đi. Xuông cho em 60.000 mã xuông, xuông 60. Chị nào mà tầm 55-60kg nhá. 55-60kg quay đầu lấy mã xuông, xuông 60. Ủa vậy chắc chị nhận một đơn 3
Một lúc ba đơn luôn hả? Có gì mà họ giao kiểu gì mà một lúc ba đơn luôn vậy á? Em cảm ơn chị nhá. Rồi mà xuông, xuông cho em 60. Lấy con này đi chị Nguyễn Hồng. Màu này đẹp lắm. Màu hồng hồng cam cam cho em. Mới lắm chị. Không xấu đâu, đẹp. Đẹp rồi con này size nhỏ chị nào sẽ ép một con màu trắng trơn đi. À quên, một con màu trắng sẽ ép. Này hoa 3D nhá, mạ trắng, trắng trên 3000 mạ trắng. Trắng 30 chị nào sẽ ép năng của mạ trắng, trắng 30 E6870 thôi. E6870 quay đầu. E6870 quay đầu cho em về mạ trắng. Trắng 30 chị nhá. Rồi con này có độ co giãn, SM mặc đủ. Con này SM quay đầu cho em nhá. Lấy mã hoa. Hoa cho em 50.000 mã hoa. Con này cũng là form ôm chị. Nó cũng là dáng ôm body cho em nhé. Nhưng này chị nào sẽ ép hoa xa mờ. Em sợ nó hơi chật cái phần nách một tí. Sẽ ép đi. Chị nào E72 cũng vừa. Nhưng em sợ cái phần nách nó hơi chật. Rồi chị nào lấy mã hoa. Lấy hoa chất hoa cho em. Hoa 50. Em kiếm cho chị Tuyết Vân một con trời ạ. Con xem lúc đầu like xem có con nào xe lớn không? Để nó đi tí nhỉ? Không có con nào. À chị Tuyết Vân đây này. Trời ơi. Khoan khoan để xem đã. Không phải không phải. À đây chị, lấy con này đi. Tiếp dân có một đơn ở đâu nữa. Có khi đằng sau là cũng lên. Màu tím nhá. Một con tím dáng dài, hàng lụa. Cái này nó làm hoa 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 chín chị ạ. Không phải nó bị loang đâu. Cái kiểu như là nó làm mờ mờ như vậy á. Kiểu nó mờ mờ vậy cho em nhé. Nó kiểu là hoa đào, hoa mai gì này. Nó kiểu mờ mờ vậy cho em, nó chỉ có trên này là rõ thôi. Còn phần đằng trước, phần sau là nó mờ mờ cho em nhá. Lấy mạ tím. Tím cho em 70.000 mạ tím này. Tím 70. Tím 70.000. Tím 70, chị nói là tím rất tím cho em. Tím 70k. Lấy chị con xanh này xinh chị. Một con xanh, cái này theo nhá. Cái này theo hoa cho em chị ơi, lấy mạ xanh đi. Xanh cho em 50.000 mà xanh, xanh 50. Chị nào sẽ ép E6870. Hả? À? Sao không có, không bị mắc trên đống quần áo không? Rồi con ơi chị nào sẽ ép E6870. Xem là sao nó còn không? Hay là cái đơn chị coi không, mẹ thấy có hai chị hai đơn size lớn đó. Mà chưa gọi đó. Có, ai là sao đi. Có. Đồ kìa. Ở góc đó có khi nó chứa trong góc động lên. Rồi em lấy chị một con lụa cho em này. Một con lụa nhá, chị là E80, 82. Rồi con này chị là E82 mang vừa. Chị nào lấy mã lụa cho em, lụa E82 cái chị. Lấy lụa chất lụa cho em nhá, lụa E82 quay đầu. Ai gọi ạ? Chị nào lấy mã lụa cho em, lụa E80, 82 mang vừa, mã lụa cho em 60.000. Lụa 60 nhé, chị nào E82 quay đầu chị. Vừa chị, con nó vừa. Hả? Bố. Hả?
sắp rồi, nhà máy ạ. À? Đến 20 giây. Lúc 1 giờ. Hay là chấm giờ. Giờ là gọi lúc. Hello. Nhà anh đang đối diện cái nhà mít, à đối diện cái đồn mít có mấy cây dừa trồng ngay trước nhà. Có số nhà 09. Ai biết. Cái đâu nào không đồng quái luôn. Không đồng á. Có. Đây thì phải là con. Rồi đây xin con trắng trôn này. Một con trắng trôn, con mở cửa đó. Tìm lại chỗ vào này. Của ai ta? Rồi sẽ SM ý chị ơi. Một con trắng trôn kia. Viền là viền đen. Chị lấy mạng trắng này. Trắng 30. Trắng trên 33. Trắng 30.000. Chị là sẽ SM là của. Lấy bạn trắng nhá, trắng trên 30.000 và trắng này. Trắng 30 chị là sẽ. À quên, SM. Rồi con lụa này size to cho em chị ơi. Lấy chị con lụa này size lớn này. Chị nào lấy mã to đi. Mã to, mã to, to L92. Mã to cho em nhé, L92 mang của 70.000. À không, em nói các chị này, cái con này nhá. Con này bên trong nó bị mất miếng lót này. Em không hiểu vì sao mà họ cắt mất miếng lót cho em. Mà to cho em, 50.000 đi. 50.000 mà to, chị là L92 mang vừa. Bị mất miếng lót như chị nhá. Lấy to chất to. Mà to cho em. 50.000 mà to nhá. To 50 chị là L92. Áo đỏ trong. To cho chị Nguyễn Vân. Áo đỏ treo. Chị mặc size gì chị ơi? Đỏ dám còn size S không ạ? À? Đỏ dám còn size nhỏ A gì nhỉ? Màu đỏ trên dám còn size nhỏ ấy chị. Chị mặc size gì chị ơi? Cái gì? Cái nào mà chị lấy không? Cái to lắm. To 50 lắm. Ngay dưới đó. Rồi con này hàng là cái gì nhỉ? Hàng gen. Chị nào size L, XL nhá. Con này chị là L80 quay đầu cho em này. Cái mã đỏ. Đỏ cho em 50.000 mã đỏ nhá. Đỏ 50. Chị nào size L, XL mang vừa cho em. Lên mã đỏ cho em đỏ 50. Chị là L78, 80 quay đầu. L78, 80 quay đầu cho em. Lên mã đỏ. Đỏ cho em 50.000 mã đỏ. Đỏ 50. Lên cho các chị một con caro phom suông em nhé. Con này xinh chị này. Caro phom suông. Này có túi. Màu xanh này hơi bị xinh luôn. Mới 100% luôn các chị. Chị nào tầm 55.000 thôi. Hàng phom suông các chị nhìn vậy thôi nhưng mà nó không được. Nó nhìn nó to nhưng mà các chị phần nách thì lại nó lại chật. Chị nào size L, SML quay đầu cho con này. 55kg quay đầu. Các chị bầu bí có thể bon trên được nhé. Chị nào bầu bí mặc cái hàng này dễ thương này. Caro cho em 6.000. Màu xanh này mặc cực kỳ trắng ra. Mực. Thật ra hơi sáng ra. Tôn da. Rồi caro 60. Hàng này có túi. Sâu lắm chị ơi. Rồi ngập cái điện thoại luôn này. Không thể nào rớt được cái điện thoại. Túi hơi sâu luôn. Chị nào lấy nhá. Caro cho em 60 nhá, bầu bí con chen được hết.
Caro, caro, 60.000. 55, 57 ký thôi nhé các chị nhé. 55 đến 57 ký cái đầu cho em con này, để caro. Caro cho em, caro cái gì nhỉ? Caro 60. Rồi lên tiếp các chị con xanh này. Nếu chị con xanh ràng lỗ cho em. Một con xanh form lỗ, cái hàng này là hàng gấm nhá. Nhưng mà hàng này là hàng độ gấm cho em chị, không phải là hàng, không phải là như mấy con gấm kia đâu. Này con rán, chị nào size L cũng mang vừa. Các chị size L thì mặc ôm như thế này chị em. Đó, còn chị nào size S, M thì mặc hơi rộng rộng một tí như này. Đó, một con xanh form lỡ. Lấy xanh, xanh 50. Mã xanh chị em 50.000 mã xanh nhé, xanh 50. À, chị Cát Tường, size L, caro của chị Nguyễn Hồng. Chị ơi, dáng dài, size L rồi không còn đâu chị. Cát Tường, 60. À, chị Nguyễn Hồng. Chị Trần Tân Sửu có cái nào em vừa eo 72 cao 1m, cao 1m73 hả? Cái chỉnh cỡ vậy chị, 1m73 eo 72 chị, mà cao muốn chọc trời luôn chị, cao muốn đâm thủng trời luôn rồi chị. Đây con này, con thì lấy con này đi, hàng này hàng co giãn này. Đây 1m73 thì lấy con này cho em, dài lắm đây, S M L đều được hết nhá, co giãn thoải mái. Màu này là màu cam, màu cam nhá, không phải là màu hồng đâu. Với mã 44, à quên, mã 40, 120. Mã 40, 120 đấy chị này. Chị là mã 40 cho em. Mã 40, 120.000. Đấy các chị, 1m7 đấy. Này dài lắm luôn này. Cực kỳ dài luôn chị ơi. Dài lắm đấy, chị lấy con đó cho em nhá. Rồi lấy chị con đỏ này, con đỏ là hàng gấm nhá. Một con đỏ hàng gấm đen. Tua 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 rua. Hàng tua rua đấy chị. Rồi chị nói eo 70-72. Con này chị nói eo 70-72 thôi, CSM đấy. Chị mặc cái này thì nó thành form lỡ rồi. Chị mà mặc cái này thì nó thành form lỡ cho em nhá. Chị lấy mã 30. Mã 30 cho em 120 này. Mã 30 120.000 chị nói CSM được vừa. Xanh, xanh của chị Nguyễn Hồng kìa. Cao 1m60, 70, eo 78, mặc size gì? Chị mặc XL cho em, eo của chị 78 á, mặc XL. Mặc XL giờ hàng dài không còn rồi chị ơi. Hàng dài giờ còn toàn size nhỏ là nhiều rồi à. Con chốt xanh chị kìa. Xanh 50. Xanh 50. 40 chị Trần Tân Sử. Đâu? 120 với chị Trần Tân Sử. Rồi con này chị lấy mã 30. Mã 30 120. Lấy con này em chị Trần Tân Sử. Hàng gấm. Gấm đỏ. Size M đây. Cái này về không thích cái gì các chị cắt đi được này. Cái này không thích về cắt đi. Mã 30, 120, chị nào size M. Đâu nhỉ, cái này có cái con. Cái này có một con đâu ta. Lấy con một con đâu rồi biết.
Rồi con này bị dính dơ nhá, nhưng mà dơ này là do giặt được. Dơ này là do giặt được chứ không phải là không giặt được đâu. Một con đỏ gấm, gấm này sắp nách cho em. Dơ một xíu không bắt chị SM đây. Nó bị dơ này là do giặt được nhá, không phải là không giặt được đâu. Rồi lấy mã đỏ đi. 100.000 mã đỏ cho em, đỏ 100. Đỏ cho em 100.000 mã đỏ này, đỏ 100 nhá. Chị cao như vậy xử lấy hàng ngày đấy, chứ còn chị mà muốn dài đến góc chân thì em bó tay đấy. Mà muốn dài đến góc chân thì em bó tay đấy chị ơi. Cao quá mà. Mà cao cao như vậy mà lại góc chân thì em bó tay luôn. Đây đỏ trơn. Một con đỏ trơn này, đỏ trơn này. Cái này lỗi mẹ ơi. Chúng ta ngoài đi. Con này bị lỗi nhẹ một xíu nhá. Một xíu bên hông này, các chị về các chị sửa được. Lỗi nhẹ một xíu bên hông. Thôi con này chị nào sẽ rồi. Con này nào chị nào L6870 cho em. Một con gấm. Cái hàng dích sắc cho em. Cái này các chị mà sửa lại cho em được nhá. Một tí thì tí đi thôi. Để mã lỗi đi. Lỗi cho em 60.000 mã lỗi. Lỗi sống các chị nào sẽ L6870. Lấy lỗi chất lỗi cho em. Gấm đỏ. Gấm đỏ con nào chị? Con Turu hả? Con Turu à? Đây 120. Chị Nguyễn Hồng. Xanh 50. Xanh 50 hết rồi. Nó cứ bị ẩn bình luận không các chị ạ. Rồi lên mã lỗi cho em. Lỗi cho em 60.000. Lỗi 60. Đỏ, đỏ nào chị Trần Tân Sửu, con này hả? À con này. Con này, đây đỏ đây. Trần Tân Sửu. Rồi, mã lỗi cho em 6.000, một xíu thôi các chị. Nói chung là về cái này chị sửa được nhá. Các chị tháo này ra, rồi các chị nhét cái này vào, chị may lại. 60.000 thôi chị ơi. Hàng gấm này. Cực kỳ xinh. Nó chỉ một xíu thôi, mỗi tội là size nhỏ thì là sẽ. Con đó 100.000. Con này 120. Con đó của chị Trần Tân Sử. Cái này của chị Nguyễn Hồng. Rồi đây nhá chị nhá, sẽ SM. Con này SM mang vừa chứ. Con này cao giảm này. SM quay đầu. Đây cao cao thì mặc con này. Cao cao thì mặc con này nhé. Cái này bị bung ra để may lại cho em với. Bị một xíu thôi. Rồi mã 33. 33 cho em nhé. 100.000 mã 33 này. 33 100k. 33 cho em. Của ai gửi ra? Trần Minh Hằng, hello. Trần Minh Hằng hả? Sao tên lõi quá. Rồi đây, tròn tiếp. Cái này nó sao mà họ may kiểu gì biết. Lấy chỉ đen may đây. Giờ các chị lấy lại chỉ đỏ may. Em không biết họ may kiểu gì mà nó lại như vậy. Một con đỏ trơn nhá. Một con đỏ trơn cho em. Chị nào lấy mã trơn đi. Lấy trơn chất trơn. Trơn này, ui lại size nhỏ rồi. Chị nào sẽ thì lấy cho em. Mã trơn cho em, 60.000. 60k mã trơn nhá, trơn 60. Trơn lên nhà. Rồi, biết rồi.
Rồi chị nào lấy trơn tất trơn, trơn thì em 60. Trơn 60 chị nào sẽ thì em có nguyên lô này các chị. À, này em có nguyên một lô nhé, chị nào mà xây. Xây SM. Chị nào lấy hết không chị ơi? Lấy hết để chị 50.000 một chiếc này. Có 89 cái gì đó. Nguyên một lô mà size nhỏ. Chị nào lấy nguyên lô không chị ơi? XL không còn nữa chị ơi. Rồi chị nào có lấy nguyên lô không chị ơi? Lấy nguyên lô. Có size to. To là bao nhiêu chị? Giờ size to em là hơi hiếm một tí. Nguyên lô cho em size SM. Hoa cực kỳ xinh, dáng dài, tay lỗ. Chị nào lấy nguyên lô, chất nguyên lô cho em nhé. Có 8-9 cái này đó, 50.000 một chiếc. Lấy nguyên lô, để nguyên lô các chị này. Nguyên lô, nguyên lô. À đây, lụa đây. Một con lụa hai lớp, phong lỗ nhá. Nó cứ nằm trên này không thể thấy đấy. Cái phần cổ bị do một xíu. Kể chị giảm cho em nhé. Đây chị ơi, lụa hai lớp này. Khoam lỡ, size L, E76 đây chị này. Xinh chưa? E76 quay đầu, lụa hai lớp cho em. Chị ơi, là mã 138. 138, 130 nhá. Mã 138 cho em, 130.000. Lấy 138 chất 138. 138, 130. 138, 130, chị nào là size L. Rồi con khoác này. Này hàng lụa chứ em, chị nào size L. SML được được. SML quay đầu cho em con này nhá. Rồi chị nào là mã khoác. Khoác cho em 120.000 mã khoác nhá, khoác 120. Chị nào size L mang mua, lấy khoác chất khoác. Cái gì? Có ai không á? Đẹp không? Đẹp không? Mới không á? Mới chị nhá. Cái lô hả? Nguyên lô hay sao chị? E78. Không. Không vừa chị E76 thôi. Còn là E76. Đẹp lắm chị. Hàng mới không em? Chị Hằng. Chị Hằng Trần. Chị Hằng Tăng. 138. 130.000. 138, 130.000 là con nào không? Chị Tuyết Nguyễn Thị. Có đơn cho chị lên số cho em. Này mới chị ơi, mới lắm. Vâng. Của chị Tuyết Nguyễn Thị. Mới nhá chị nhá, không phải hàng, không phải xấu đâu, mới. Nhưng chị nào nói là con này nó chỉ là SM thôi chị. Không phải size L. Nó là size A gì nhỉ? Nó chỉ là SM thôi chị ơi. Lấy nguyên lô đi. Cái này. Mới lắm chị ơi, không không phải là hàng, không phải là cũ đâu, do nguyên lô ấy. Nguyên lô với lại là size SM á, nên em bán cái giá này thôi các chị ơi. Chứ không phải các chị mà thấy dài nên em bán rẻ, các chị chắc nghĩ là nó bị sao nên bán cái giá này. Không có đâu. Lên form cực kỳ xinh. Dáng dài, tay lỡ. Họa tiết hoa, màu xanh đen. Xinh lắm chị. Chơi nguyên lô đi cho rẻ. Lấy nguyên lô cho rẻ. Tán chị. Oh, con này chị đòi mặc khoác. Khoác chị em là hàng lụa nhé. Tự nhiên đứng cột cột của chị trời. Khoác 120. Lấy khoác cho khoác cho em. Khoác 120. Rồi em có hai chiếc gầm giống nhau ấy chị này. Hai chiếc y chang nhau luôn nhá. Em xem nó là size gì, các chị lấy nguyên hai chiếc không? Hai chiếc size nhỏ rồi. Size S thôi các chị ơi.
sẽ ép cho em nhé. Chị nó lên mạng gấm lấy hai chiếc cho em này, một chiếc thì 50.000 và hai chiếc thì 480.000. Lấy gấm chất gấm nhé, mạng gấm nhé, 50.000 một chiếc, hai chiếc thì là 80.000 cho em. Chị nào lấy nguyên tặc không? Lấy nguyên tặc cho em, lấy mã tặc đi, lấy cắt chất tặc. Đây size to đây, chị nào hỏi em size to đây. Một con công dáng dài, tay dài. Một con công dài, tay dài cho em chị này. Eo 90. Eo 90, mã 90, 120 nhá. Mã 90, eo 90 cho em 120.000, có chị lên số chưa? Hả? À. Chị lấy áo em đang mặc. Con khoác hả chị? Eo 74 là size M lớn đấy chị. Eo 74 là M lớn cho em nhá. Này, cho chị Nguyễn Hạnh này, 120. Ừ, chị Nguyễn Hạnh khách cũ hay đấy, chị cho con chim đấy. Ừ, đúng rồi, hạnh hoa. 120. Để em đi hàng. Trời ơi, nó có... đây, chị lấy con này không? Size lớn đây, dáng dài, tay dài cho em. Mã 90, eo 90 này, 120 này. Con không thích cái tay này, vậy các chị cắt ngắn đi. Ngày mà cắt đi ra tiệm bảo họ cắt ngắn vậy, mặc thành áo ngắn tay. Mã 90, eo 90, 120 này chị này. Mã 90, eo 90, 120. Nên xem con lụa nó là cái gì nào. Một con lụa màu tím. Hơi hơi tím tím cho em nhé. Con này size to lắm chị ơi. Này size to lắm. Chị nó eo cả 100 luôn á. Con này eo 100 cho em. Họa tiết hoa xinh rồi. Chỗ là hoa size lớn. Họa tiết hoa này xinh nhất mà size lớn nhất rồi các chị ơi. Chị ơi, eo 100 mang lụa. Eo 100 cho em. Trời ơi, lụa. Lụa này đẹp chứ này. Lụa này cực kỳ xinh nhá, nhưng mà to quá. Các chị thấy không? Thấy họa tiết của nó xinh không? Màu tím tím nhẹ cho em con này. Màu đỏ không có, bao nhiêu chiếc thế? Cái này ơi chị ơi, 50.000 một chiếc. Em bán 70-80.000 á, nhưng mà giờ con chị lấy nguyên lô thì em lấy 50.000 một cái. Còn bán lẻ là 80. Lẻ là 80.000, còn lấy nguyên một lô là 50.000. 50.000 một cái. Như 7-8 cái hay là 8-9 cái gì đó. Nói chung là nó có nguyên một lô như vậy. Rồi con này chị nào lấy mã gì nhỉ? Mã 100, eo 100 cho em, size lớn chị này. Hàng lụa cho em nhé, cực kỳ xinh. Mã 100, eo 100 cho em, 130. Mã 100, eo 100 cho em. Cái gì? 130.000. Size to, size to. Rồi con này chị em này, sáng trước. Rồi chị nào sẽ SM đây à, có sẻ ít hơn trước cho em nhé. Còn chị nào mà muốn sẻ cao nữa thì về mình tự sẻ vậy. Tháo bớt chỉ ra là thành sẻ cao nhé. Rồi sẽ xem màu mang vừa, một con gấm màu xanh. Chị đó lấy mã 90. Lấy 90, chất 90 cho em. Mã 90, 120. Mã 90, 120 nhá. Chị đó lấy 90, chất 90. 90, 120, chị nào mà size SM được. SM quay đầu. Mã 90, 120. Rồi con này chị nào size nhỏ. Con này chị nào size S nhá.
68-70 thôi, lấy mã nhỏ. Nhỏ cho em 130.000 nữa nhỏ, nhỏ 130 sẽ theo 68-70. Nói chung là size nhỏ chị ạ. Chị nào mà chưa lấy hàng nhỏ, lấy hàng nhỏ. Rồi em lấy chị con gấm này. Con gấm này nó là hàng đầm nhá. Sẽ SM. Kiểu như là dạng cổ trang cho em. Dạng đầm nha em. SM mang của hàng gấm nha em. Mã gấm đi. Gấm nha em 70.000 mã gấm. Gấm 70 sẽ SM. Con này nó là hàng đầm. Nó là form đầm cho em nhá. Đây mã gấm, gấm 70. Chị Nguyễn Vân lấy con đó hả? Size to lắm chị. 130 chị Nguyễn Vân này. Yeah, cho chị coi lại sườn sắn xanh cho em. Tay lỡ, chị Loan Nguyễn tay lỡ là con nào á? Con tay lỡ là con nào hả chị? Con đỏ này á chị hay là con size lớn này? Con này á chị? Con này 120.000 nhá, eo 90. Eo 90 cho em 120. Ủa con đỏ xinh mà. Xinh mà chị à. Này gấm cho chị Nguyễn Hồng này. 70. Không chị, con đó không có co giãn đâu. Con đó không có độ co giãn đâu chị. Rồi con này chị em sẽ SM quay đầu này. SM mang vừa cho em họa tiết xinh với chị ơi. Một con họa tiết cực kỳ xinh sẽ SM được mang vừa. Về mạng dài cho em, dài cho em 100.000 mạng dài nhá. Dài 100, SM mang hộ cho con này. Size SM được mang độ lấy mã dài, dài cho 100.000 mã dài nhá. Mã dài 100 thì là size SM quay đầu. SM mang hộ lấy mã dài, dài 100. Đó, nó bé siêu siêu rồi chờ. Nó nhỏ lắm luôn các chị. Đặt đây. Đây chị Nguyễn Tuyết này, size lớn này. Size lớn đây chị ơi, lấy con này đi. Lấy mã hoa. Hoa cho em nhé, 60.000 mã hoa này. Hàng này hàng co giãn đây chị. Hoa 60. Con cái điện thoại của mẹ. Có một danh bạn sẽ chị Nguyễn Tuyết có một cái điện thoại của mẹ. Đưa điện thoại đây. Chị Nguyễn Tuyết ơi, lên lại số cho em nhé. Chết rồi, em không thấy số của chị trên này. Em chưa lưu biết. Lên lại số cho em để em gọi chị cho nó dễ này. Em không lưu số điện thoại của chị phải. Hoa của chị Tuyết Vân. À quên. Này là chị Tuyết Vân mà. Sao cứ nãy giờ cứ đọc là Nguyễn Tuyết. Không có thật. Chị ơi lên lại số cho em đi. Hoa là chị Tuyết Vân kìa. Đ
Dạ chị lên số cho em. Ủa chị Trần Tân Sửu. Ủa Trần Tân Sửu khi nãy cũng Trần Tân Sửu không? Chị Tuyết Vân 60. Chị nãy em một con mã đỏ. Chị á, hình như lấy một con hay là hai con gì đó. Nói chung là một hay hai gì đó chị. Ủa chị Tuyết Vân tìm được nhiều mà. Thế con đâu rồi? Con mẹ bắt xuống cho con á. Con màu cam size lớn em 100 ít. Không, vậy con nói chuyện tốt cho ai. Chị Tuyết Vân hay là lấy cho mẹ đọc Nguyễn Vân. Con à? Đó, con đó đúng rồi. Chị Tuyết Vân. Ủa, chị Tuyết Vân mới có 2-3 chiếc à? Hả? Chị Tuyết Vân mới có 2-3 chiếc à? Con đây chị nào size nhỏ đấy chị này. SM nhá. Con này nó cái gì nhỉ? Cái vải của nó ở bên ngoài nó kiểu như là cái gì nhỉ? Kiểu như là phấn phấn ấy. Kiểu như là cái gì ta? Người ta gọi là phấn gì ta? Một con đỏ trơn cho em. Chị nào L72 thì lấy con này cho em nhé. Vậy ủi lại cái này ra cho nó đỡ. L72 mang hùa mã đỏ. Đỏ 50 đi. Đỏ 50.000. Nó gọi là cái gì ta? Nó kiểu cứ phấn như này nè chị. Chị quên mất tiêu rồi. Nó dạng phấn như vậy cho em nhé. Đỏ 50. Chị nào mà sẽ SM được. Mã đỏ cho em, đỏ 50.000. SM quay đầu. Ngọc rồi. Rồi con này màu cam đấy chị này. Để đây. Rồi chị một con màu cam nhé, chị là màu cam. Con này hàng gen cho em chị này. Cam SML mang được hàng co giãn. SML quay đầu cho em với mã cam. Cam 60. Cam cho em 60.000 SML mang được. Lấy cam chất cam. Hàng gấm L74 hả? Hàng gấm L74 không biết là giờ nó nằm góc nào ấy chị ạ. Hàng em còn quá trời không biết là. Em chào chị tiệm may con Nguyên. Úp vào muộn đấy chị. Chị đi đâu rồi? Úp về đâu rồi? Chị tiệm may con Nguyên em có nguyên cái lô này này. Nhưng mà sẽ SM thôi, hàng dài chị lấy em để cho chị 50.000 một chiếc. Mà em có 8-9 chiếc gì này.
Nguyên lô luôn chị ơi, lấy nguyên lô 8-9 chiếc lấy không chị? Nó chỉ là size XM. Nguyên một lô luôn 8-9 cái gì đó. Nói chung 7 hay là 8 hay là 9 nhỉ? 50.000 một chiếc nhá. Còn em bán lẻ là 80.000. Và nguyên một lô là 9 là 945. 9 chiếc là 9 chiếc là 450. Rồi lấy chị con này trắng theo cho em. Này theo hết toàn bộ cho em. Một con trắng theo. Chị nói là mà trắng đi. Trắng 30. Má trắng cho em 30.000. Chị nào size M lớn nhá, eo 75. Không biết. Eo 75 quay đầu, để má trắng. Hả? Không, nhớ ăn. Hả? Bố mình ăn mì tôm. Nhỏ quá hả chị? Rồi một con trắng kim sa chị này. Một con trắng kim sa nhá, con này chị nào cũng size nhỏ. Không, SM được. Hàng này hàng co giãn cho em. Chị nào lấy kim sa 50. Kim sa cho em 50.000, chị nào sẽ SM quay đầu. Lấy kim sa trước kim sa 50. Sẽ SM hả chị nhá. SM mang vừa lấy kim sa trước kim sa 50. Rồi con này có SM này. Lấy mã xanh, xanh cho em 50.000 mã xanh. Xanh 50, sẽ SM quay đầu. Lấy xanh phát xanh, xanh xanh 50 nhá. Lấy chị một mã cá. Cá này eo 76, size L, mã cá, cá 50. Cá cho em 50.000, chị nào size L mang vừa eo 76. Chị nào lấy cá chất cá cho em. Mạng cá 50.000, eo 76, size L. Rồi lấy chị con đỏ này, size lớn này. Một con đỏ hình cong nhá. Một con đỏ cong cho em. Chị là eo 80. Eo 80 mang vừa, cong này xinh cho, cong 70. Mã cong cho em 70.000, chị là eo 80. Eo 80 qua đầu lấy cong chất cong, cong 70, chị nào mà size XL, eo 80. Eo 80 quay đầu cho em. Lấy công chất công, công cho em 70.000 là công. Rồi con kim sa này. Kim sa này size nhỏ. Chị nào sẽ SM. Con này sẽ SM quay đầu cho em con này. Chị là mạng 47, mạng 47 60. 47 cho em 60.000, con của chị Tuân Nguyễn này. Chị này mạng 47. 47 cho em 6.000 mạng 47 nhá. 47 60, chị nào sẽ SM để mang được. Chị nào lấy 47 trước 47. 47 60 sẽ SM. Chị nào lấy 47 trước 47. 47 60. Rồi con này dáng lỡ cho em này. Form lỡ nhá. Size L. L, XL là được. Hàng này hàng co giãn. Nói chung là các chị size M, size L, XL được mang vừa cho em mạng 46 cho em. 50.000 mạng 46. 46 50. Hàng lỡ, iPhone lỡ cho em, mạng 46 cho em, 50.000 mạng 46. 46, 50, hàng này hàng co giãn. Chị này 46 cho 46 cho em, 46, 50.000. Mạng 46, 50. Rồi lấy chị con đầm này. Đầm này chị là eo 74 nhá. Eo 74, 75, lấy mạng đầm, đầm 50. Chị này đầm cho đầm cho em. Mạng đầm cho em 50.000 mạng đầm này. Là sao chị? Chị lấy con nào á? Lấy con nào bỏ cái nào chị? Lấy cái nào và bỏ cái nào chị ơi? Rồi lấy chị con đen này chị em này. Con đen hình cong nhá. SM mang được eo 72 thôi. Eo 72 mang được lại mặt đen. Đen chị em 50.000 mặt đen nhá. Đen 50 eo 72. Chị lấy đen chất đen chị em. Mặt đen, mặt đen. Đen chị em 50.000 mạng đen. Rồi con này size lớn.
một con hoa màu tím này. Một con hoa tím nhá. Hoa tím này chị nào XL này. XL mang vừa cho em mã tím, tím cho 40.000 mã tím nhá. Mã tím 40 chị nào XL mang vừa. Lấy tím cho tím cho em. Tím tím 40 chị nào XL quay đầu. Người lấy chị một con sọc. Một mã sọc cho em, sọc này dáng lỗ, eo 74 75. Eo 75 quay đầu cho em nhá, mã sọc sọc 50. Sọc 50.000 eo 74 75 chị này. Phạm lỡ cho em. Eo 74 đến 75 quay đầu, lấy mã sọc. Sọc cho em 50.000 mã sọc này. Sọc 50 eo 74 đến 75 chị nhá. Eo 74 75 quay đầu. Lấy sọc chốt sọc cho em, sọc sọc 50. Rồi SM mặc được, hàng này hàng co giãn. Rồi SM mang được cho em nhá, hàng này hàng co giãn cho em, lấy mã vàng đi. Mã vàng cho em, vàng 50. Vàng cho em 50.000. Đầm sọc. Đầm sọc. Rồi lấy chị con phong xuông này. Một con phong xuông cho em SML mang được. SML mang được cho em nhất màu xanh phong xuông. Hai lớp cho em chị này. Cực kỳ xinh. Hoa 3D cho em lấy mã xanh. Xanh cho em 60.000 mã xanh nhá. Xanh 60 SML rồi mang được cho em. Lấy xanh chất xanh. Xanh xanh 60 này. Xanh cho em 60.000 SML mang được. Lấy chị con đỏ. Con đỏ này nó đậm nhá. Một con đỏ dáng đầm cho em. Đầm này chị nào sẽ SM thôi. Eo 74. Đó các chị mặc lên form mặc như thế này cho em. Mã đỏ cho em 60.000 mã đỏ này. Đỏ 60 chị nào mặc eo 74 nhá. Eo 74 quay đầu. Lấy đỏ chấp đỏ. Mã đỏ cho em là 60.000. Rồi lấy chị con lụa này xinh chưa. Lụa này eo 80-82. Eo 82 quay đầu. Lấy mã lụa, lụa 70. Lụa cho em 70.000. Chị nào XL mang một eo 80-82. Chị nào mã lụa cho em lụa 70 nhá. Eo 82 đổi mang vừa cho em. Đỏ. Chị Đào Hoàng có đơn chưa? Chị Đào Hoàng ơi, Ngân ơi, chị Đào Hoàng có đơn chưa? Hả? Chưa hả? Chị Đào Hoàng chưa. Chị Đào Hoàng ơi, lấy lên số cho em. Nói cho chị Đốn Hoàng luôn. Lấy xanh thì lên số cho em nhé chị nhá. Lấy con xanh thì lên số cho em nhé chị. Lụa hết lụa chị ơi. À lụa này, em lộn. Rồi ok chị. À cái gì, chị gì? Áo, mẫu. Không chị, màu đỏ không có co giãn đâu. Màu đỏ không có giãn đâu chị ơi. Ủa chị ơi, cái sao chị chốt hai size à? Cái con xanh là size L thôi nhá, còn cái con lụa này là eo 8 á. Eo 80 để 82 ấy chị ơi. Lụa là eo 80 82, còn mà con xanh đó là size L thôi nhá. Tầm SML là mặc được.
con lụa màu đỏ nữa này. Lụa đỏ này eo 80, lấy lụa đỏ. Lấy mã đỏ đi. Đỏ cho em 70.000 mã đỏ nhé, đỏ 70. Con này cũng là hàng lụa cho em eo 80 mang vừa. Eo 80 quay đầu cho em, lấy mã đỏ, đỏ eo 80. 70.000 hàng lụa cho em chị này. Lấy đỏ chất đỏ. Rồi caro này có độ co giãn cho em nhé. Các chị sẽ xem màu. Eo 72-74 quay đầu, lấy caro. Caro cho em 50.000 mã caro, caro 50 chị nào sẽ xem màu không? Hàng này là hàng co giãn cho em. Có độ co giãn cho em nhé. Chị nào SM đều được. SM quay đầu cho em, lấy caro, chất caro. Lấy chị con đỏ theo này. Hàng này hàng đuôi cá cho em nhé. Theo hoa. Và đuôi cá cho em. Chị nào mặc cá đi. Cá cho em 70.000 mặc cá. Cá 70. Xinh chưa chị ơi. Nhưng mà mỗi tội là size nhỏ. Chị nào sẽ ép thôi. Sẽ ép mang vừa cho em nhé. Lấy đỏ. Lấy mặc cá chứ. Cái gì để chơi. Em đang like mà gọi cái giờ này. Rồi chị nào lấy mã cá. Lấy cá chất cá. Cá cho em cá cái gì nhỉ? Cá 70 chị nào sẽ ép thôi. Cá 70 sẽ ép mang vừa. Rồi chị nào lấy cá nhá. Cá 70 chị nào mà sai em. Sai gì quên rồi. Sẽ ép. Rồi lấy chị con voi này. Lấy chị một mã voi. Voi này SM F7274. Mã voi cho em. Voi 50.000 mã voi nhé. Voi 50. Chị nào lấy voi chất voi cho em. Voi 50.000 chị lấy F7274 nhé. 7274 quay đầu cho em. Lấy mã voi. Lấy chị con hoa này xinh này. Hoa này F76. Chị nào size L. Size L mang vừa cho em lấy mã hoa. Hoa cho em 50.000 mã hoa nhé. Hoa 50 chị nào size L mang vừa F76 chị. Rồi mã hoa, hoa cho 50.000 mã hoa nhé. Hoa 50 E76 size L. Size L, size L, lấy hoa chất hoa. Mã hoa 50 chị nào size L mang vừa E76 quay đầu. Hoa 50 E76. Chị nào size L mang vừa. Đợi em xíu nữa chị ạ. Rồi lấy chị một con màu tím này. Màu tím này E76 size L. Lấy mã tím, tím 50. Tím 50 E76 size L cho em nha chị này. Chị nào lấy mã tím nhá. Tím 50 E76. Chị nào size L mang vừa. Lấy mã tím, tím 50. Lấy mấy con nữa xuống lại nhá chị ơi. Chị nào lấy mã tím. Tím E76. Chị nào size L mang vừa. Lên mạng tính. Rồi lấy chị một con này xinh chị này. Con này form xuông nhẹ cho em nhá. Cái đằng sau nó bị bung chỉ ra đấy chị may lại cho em. Không phải là rách đâu. Xuông xuông nhẹ. Rồi đây chị này. Lên mã 255. 255 chị là size L E76. 255 cho em 80.000. 80k mà 255 cho em. 255 80.000 chị nào size L. E76 coi đầu. Lấy 255 cho em. 255 80.000 nhé. Size L mang vừa. E76 chị. E76 255 size L. Em lấy chị con này nó hàng Omadi này. Chị nào size L nhé. Hàng này hàng co giãn phong lỡ. Hoa nhí cho em. Lên giúp các chị. Khách giúp của gì các chị giúp. Mã 02. 02 cho em 50.000 mã 02, 02 50. Có giãn thoải mái luôn chị này. Lấy 02 chứ 02. 02 50 cho em nhé. 02 50.000. Rồi lên nốt các chị con này nữa em xuống like nhé chị này. Lên nốt chị một con xanh form su này xuống like nhé. Rồi con này chị em. Chị nào mà 60kg. 60kg quay đầu, màu xanh hoa 3D. Chị lên mã 47. Xin chị ơi, mạng 47 cho em, 60.000 mạng 47. 47 60 nhé, nó là hoa 3D cho em, cực kỳ xinh. Lấy 47 chất 47, 47 cho em, 60.000. Nó là chị nào tầm 55-60kg.
55-60 kỷ mang buộc. Ngoài đẹp lắm, ngoài đẹp hơn chân lai, cái màu nó cực kỳ xinh. 23D cho em nhé. Chị là mạng 47-60. Chị nào mà size L, LXL đều được. Nó là hàng phong xuông á, cái neck cũng hơi rộng, các chị không mặc không sợ chật đâu. Rồi chị nào lấy gì em xuống like chị ơi. Bốn bảy chị Nguyễn, chị Nguyễn Hồng đẹp lắm chị, con nó đẹp lắm. Này kiểu như là con tơ á, dạng con tơ cho em. Hoa này là hoa gì ta? Này như là hoa lục bình, như là hoa lục bình giống hơn, đúng hơn. Rồi chào tất cả các chị nhá. Có gì tối hôm mai em lên. Chào tất cả các chị. Còn mỗi bên còn có hai chị. Rồi xin chào các chị.